lên đến Doji để kêu long và kêu sọt. Hello, hello, xin chào. Đấy, hôm trước ấn là xong nó bị này này. Đấy, ừ. Hiện lên còn không không hay là lag cái gì đấy không hiểu. Nó đã lên chưa? À này, bây giờ hình lên rồi. Xin chào mọi người. Mọi người bắt đầu thấy rồi đấy. Xin chào. Mọi người có nghe rõ hai anh em nói không ạ? Thấy có mỗi hiện lên chat của mình. Có, mọi người lên chat. Nhảy ra anh ạ. À, có rồi. Hôm trước anh thấy thế này thì anh thất lại rồi nó bị hỏng hết. Mọi người có nghe rõ được âm thanh hai em đang nói không? Ok. Yeah, có một cái điều đặc biệt là anh nghe trên điện thoại của anh nghe rất là to, rất là rõ ràng luôn ấy. Nên không hiểu sao có người bảo là không nghe được. Không hiểu. Ok. Đấy đúng không? Cái tiếng đây là tiếng đặc. Đúng rồi. Bé bé rồi mà vẫn nghe. Mọi người có nghe rõ. Anh nhỉ, đúng không? Ok, xin chào. Hơi bị vang. Vâng. Các bạn đang bảo là đang thiếu oxy lắm rồi. Thì thực ra trước khi mà bắt đầu phiên live này thì muốn xin anh em một chút cái khảo sát. Đấy là mọi người có thể cho biết là cái tình trạng tài khoản của mọi người sau khi kết thúc cái phiên thứ 6 vừa qua không nhỉ? Vì thấy có vẻ như sau cái phiên này thì mọi người đang rất là tiêu cực ạ. Mọi người cùng comment để có thể chia sẻ xem là tài khoản mọi người đang như thế nào không ạ? Xuất phát từ cái câu hỏi của Hưng luôn cũng được ạ. Thực ra là ấy là ngày thứ 6 ấy, thì tính trên index ấy thì cái phiên đóng cửa như thế với một cái cách đánh kiểu dồn dập chỉ trong vòng có khoảng tầm kiểu một tí tiếp 20 phút như thế thì nói chung là hơi bị gọi là dã man quá. Anh nghĩ là hơi dã man. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng tránh cái sự nhầm lẫn giữa cái câu chuyện rằng là đây, thử. Bây giờ không biết là tiếng sẽ đỡ bị vang chưa, không biết. Tức là chúng ta, anh nghĩ là có lẽ là chúng ta đang bị nhầm lẫn giữa cái câu chuyện rằng là quản trị trạng thái, tức là trạng thái cổ ấy, từng cái cổ một với cái quản lý cái danh mục. Đấy, chúng ta đang bị nhầm cái việc đấy. Thành ra khi mà chúng ta nhìn thấy trên index nó giảm một số các cái ứng xử mà cần phải làm trên một số mã thì chúng ta lại nhầm tưởng rằng là index tổng thể là có vấn đề gì và làm cho chúng ta lo ngại khi mà chúng ta nhìn thấy trên cái VN Index nó biến động mạnh chỉ trong vòng khoảng tầm 15 phút cuối trước cái giờ ATC khoảng tầm 10 phút chưa được 15 phút. Cái điểm mà anh muốn bắt đầu với mọi người ngày hôm nay ấy, là cái câu chuyện rằng là khi mà không biết mọi người có nhớ không, tức là cái phiên cả cái khu vực ở cái chỗ khu vực này ấy, thì anh cũng có nói với mọi người rằng là cái tỷ lệ danh mục của phiên bit vẫn chưa đưa lên đến 100%. Đấy, chưa đưa lên 100%. Và anh còn nói ở trên cái, không biết Hưng nhớ, anh còn post lên trên cái Facebook, anh trêu mọi người là đến khi mà thị trường chính thức bước vào trending ấy thì anh với lái sẽ tha thứ cho nhau ấy. Thì đáng nhẽ nó phải vượt 129 mấy thì chúng ta sẽ lên 100%, nhưng đáng tiếc là chưa vượt được. Đó. Các bạn hình như đang bảo là mic hơi nhỏ. Mọi người có nghe rõ không ạ? Cũng lạ hả? Là không nghe rõ. Tiếng mic Tuấn Anh hơi bé. Hai anh em dùng chung một mic ạ. Anh Tuấn Anh thử nói lại xem mọi người nghe rõ không? Anh Tuấn Anh sinh ngày bao nhiêu? 13 tháng 5.
Mọi người nghe rõ ngày sinh của anh Tuấn Anh không ạ? Nói chung là anh Tuấn Anh phải dí sát mic vào mồm thì các bạn mới nghe rõ. À, vừa rồi thì có khảo sát qua một chút thì thấy mọi người có chung một cái tình hình đúng không ạ? Đấy là có những bạn nào mà đang có lãi thì còn lãi ít hoặc là mất lãi, nên là gần như là tài khoản đang hòa vốn. Thế còn cho hỏi là có bạn nào mà kết phiên thứ sáu vừa qua xong rồi tài khoản lỗ, thậm chí là có thể lỗ nhiều một chút chẳng hạn, thì không biết là có xảy ra tình trạng này không hay là mọi người đều có vẻ đang tích cực ạ? Mọi người comment đi ạ, xem ngoài cái tình trạng chung hiện tại bây giờ của mọi người là đang từ lãi thành lãi nhẹ, lãi mỏng, thì có ai qua cái phiên vừa rồi mà gọi lỗ quá 7% hay lỗ quá 10% không? Nhưng hy sinh chủ tịch nên quên đi 13 1981 nhá. Được công nhận. Tức là tháng 5 1981 này đã đạt chiều 5% hòa vốn. Vâng. đấy cái các bạn cứ nói chung là các bạn cứ phải theo cái chứng khoán này một thời gian, thì phải mặc dù cá nhân Tuấn Anh thì cũng không không muốn phân biệt đấy, nhưng mà anh nói thật sự là nếu như mà đến đây mà các bạn tham gia chứng khoán từ cái tầm ở cái tháng gọi là tháng từ đầu năm nay đi, đúng không? Từ đầu năm nay mà chúng ta từ đây đến đây mà chúng ta bảo là chúng ta không có lãi Thì khó tin anh nhỉ. thì nó hơi khó. Ừ, hơi Tức khó. là một là chúng ta có vấn đề gì đấy về về đi tiền, hai là chúng ta không biết chơi hay như nào đấy, chứ còn nói chung là từ đính từ đây thì hơi khó. Thực ra ấy là năm ngoái khi mà những cái ca khó nhất của Tuấn Anh cầm ấy là những cái pha bắt đầu từ đây, tức là Hưng tưởng tượng là mọi người đến tận đây cơ, mọi người bắt đầu đấy. Thì cái những cái ca đấy là ca cả cầm cả năm nhưng mà gần như không không có lãi là bao nhiêu cả, thì là những ca khó. Gọi là Chứ còn mới nếu mà quay bảo là từ về. đầu năm mà từ cái khu vực này mà lên đây mà không có lãi thì nó kỳ lạ quá, nó kỳ lạ quá. Thế còn đấy là mình xét trên góc độ tổng thể, là nếu mà còn một số người thì đang trả lời này, thực ra anh ra chia sẻ nhưng mà có một số người đang trả lời theo kiểu rằng là cái deal cuối cùng của họ lỗ, tức là có thể họ đánh từ dưới này lên xong rồi họ chốt lời xong lên những cái deal cuối cùng ở trên này họ lỗ. Và cái kỳ lạ là chúng ta toàn nghĩ rằng là deal nào chúng ta cũng phải thắng, trong khi chúng ta không tính được cái tổng thể. Ví dụ như Hưng đánh từ đây, Hưng đánh 10 deal rồi đi, thì hai deal cuối Hưng thua, 8 6 deal đầu Hưng thắng, thì đáng nhẽ chúng ta phải tính tổng thể là chúng ta là thắng, đúng không? Chứ chúng ta không thể là tính rằng là cái deal cuối cùng xong rồi lại nghe ai đó đánh ở trên này xong rồi thua, xong lại bảo là bởi vì nghe nghe ông này ông kia thành thua, thế là do bảo là tổng thể thành thua, thì nó rất là buồn cười. Bởi vì đầu tư ấy, ở trong chứng khoán này đầu tư nó không bao giờ là câu chuyện của single deal, tức là đánh từng deal một, mà nó là câu chuyện của tính đường dài biết ngựa hay. Còn để mà đường dài biết được ai được ấy, thì từng single deal nó phải có một cái gọi là một cái kỷ luật đúng thì mới được. Thực ra em có xem qua comment của các bạn ấy, thì em có thấy chung một cái đặc điểm nhận dạng, đấy là có vẻ anh Tuấn Anh có cảm giác, nghĩa là có vẻ như mặc dù là mình không có mất quá nhiều, thực ra là thị trường nó không tiêu cực đến như cái ngày thứ sáu vừa rồi, thậm chí đến ngày hôm qua cũng chia sẻ thật với các bạn là ngay ở trong cộng đồng Finbit ấy, thì cái tâm lý tiêu cực có hay không thì thực tế là có, Đúng nói thẳng là có. Thì nhưng mà khi mà có lẽ là khi mà sau ngày hôm nay mọi người nhìn lại cả một quá trình đúng không anh, nhìn lại cái danh mục mình nắm giữ thì thực ra là có vẻ như mọi thứ là không không quá xấu như 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 đúng cái không khí đúng vừa rồi đúng không, đúng thậm chí là
có một cái dễ nhận thấy đi là cái ngày thứ sáu vừa rồi ấy, là nói thẳng là cũng không có quá nhiều broker trên thị trường họ nói gì nhiều về thị trường nữa, mà mọi người là gần như là tắt tiếng đi nghỉ hết đúng không nhỉ. Thì thực ra cũng có một cái câu vui vui, không biết là mọi người có muốn nghe cái gì nó vui vẻ không. Thì trong cái ngày hôm nay trước khi mình sang thực hiện livestream với anh Tuấn Anh ấy, thì thường anh Tuấn Anh sẽ bắt đầu bằng cái câu là mọi người hôm nay thế nào rồi, nghĩa là ý là hỏi mọi người thế nào. Chứ thực ra thì cái câu mà mình có muốn nói với anh Tuấn Anh đấy là có lẽ anh phải chuyển sang hỏi là thế broker của các bạn như thế nào rồi. Đó. Đó. Thì có nghĩa là mọi thứ rõ ràng nó không 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 tiêu cực như như anh như 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 là nhiều người nghĩ. Và thực ra là nói một cách kỹ thuật đi thì nó chưa vỡ một cái gì quá là tệ cả. Và thậm chí có nhiều bạn còn comment này này, có bạn comment là nhiều nhiều broker kẻ xuống hẳn 116x, dọa dọa anh em là về có thể về 116x. Thì thực ra nói là về 116x thì nếu mà nói như thế thì thôi về 1.000 được đúng không anh, vẽ kiểu gì nó cũng ra. Nếu mà thế thì vì chúng ta phải quay lại trên cái bức tranh lớn, Ừ. thì nhân tiện đây nói luôn bước với đầu phiên chúng ta sẽ nói những cái bức tranh lớn. Bức tranh lớn là anh cần nhớ cái năm 2022 này, khi mà thị trường như thế này này, thì anh có nhớ là một người quản lý quỹ rất nổi tiếng trên thị trường nói hẳn lên trên trên chương trình VTV khớp lệnh, còn bảo thị trường xuống còn có tít 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 dưới này, có lúc còn bảo xuống còn 700. Ừ. Thế là lúc đấy anh lên trên nói thôi đừng nói thế ngương lắm, không có chuyện đấy đâu. Chúng ta nói cái gì chúng ta phải có một cái cơ sở nhất định, đồng ý, tức là trên về về mặt kỹ thuật chúng ta muốn kẻ đâu thì kẻ, tức là kẻ đến đâu chẳng được, kẻ như thế thì nói chung là kẻ đến đâu được, nhưng mà chúng ta phải nói ở cái sức mức hợp lý nhất định, chứ không phải là mức hợp. Chúng ta chỉ nói đến những cái xác suất gọi là có khả năng xảy ra, chúng ta không nên nói những cái xác suất mà quá hiếm, hiếm khi có thể xảy ra, nên không nói không thể nhưng mà hiếm. Thì đây thì chúng ta thấy rằng là trên cái tổng thể này thì phải nói thật sự là về mặt quy hoạch nó cũng chưa có gì mới lạ cả. Hôm vừa rồi thì Hưng sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta zoom cận vào đây, chúng ta kẻ vào trên line như thế này, thì đương nhiên lúc này chúng ta sẽ cảm thấy là hơi hơi tiêu cực bởi vì nó vỡ bên trên đúng không ạ. Nhưng mà nếu mà giả sử điện các bạn thử zoom ra ngoài đi, tính trên cả tổng thể VN Index, chúng ta thấy rằng là cái đường trend line cực kỳ quan trọng này đã vỡ rồi. Và thực ra chúng ta đang lâu lắm rồi chúng ta mới được ở ở cái sống ở cái vị trí ở bên trên này, trên cái ô bên trên này, ô bên trên này gọi là ô tích cực, hiểu đơn giản hiểu nhanh như vậy. Thế thì cái việc mà lần đầu tiên mà lồi lên trên mà nó có một cái pha retest, một pha kiểm định lại thì Âu cũng là rất là bình thường, nó cũng không có cái gì là lạ cả. Nhưng nên nhớ là lâu lắm rồi chúng ta mới lên trên này. Thế thì cái việc mà lên trên này làm cho nhớ lại những cái pha như thế này. Hương tưởng tượng là trước đây mãi mới được lên trên cái vượt đỉnh này đây, chẳng Đúng hạn rồi. đây đây vượt đỉnh. Và cái pha rung lắc, một cái pha rung lắc mạnh đến mức như thế này, vượt quá luôn cả đường chéo, vượt quá hết. Retest chỉ là retest đỉnh thôi. Và cái pha này nó giảm từ lúc cao nhất xuống thấp nhất nó là 6% đi. Thì sau đó nó vẫn lên bình thường được mà. Thế nên là nếu mà bảo là chúng ta đi nhìn cái đường chéo trên mà chúng ta đoán xong rồi chúng ta lại đoán vỡ cả đường chéo dưới hoặc là về test đường chéo dưới thì nói chung là hơi quá. Vậy thì cái khu vực nào là hợp lý? Hiện tại thì cái khu vực hỗ trợ mà thấy Tuấn Anh thấy là hợp lý nhất ấy, là cái khu vực chỉ là khu vực từ đây đến khoảng đây thôi. Đấy, du di ở đây một chút, 5-6% như anh ấy bắt đấy ấy. Và làm hơn cảm nhận giống như ở cái chỗ mà anh pick bắt nãy ra ấy. Tức là khi mà chúng ta vừa mới vượt đỉnh xong đúng không ạ? Chúng ta vừa vượt đỉnh này xong. Đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái pha sai số của nó về retest ở dưới này, nên là cũng là bình thường. À, một số người thì đang kẻ tiêu cực là bởi vì sao, bởi vì người ta dùng RSI theo ngày và người ta thấy nó vỡ cái RSI này. Cũng cảnh báo cho các bạn luôn là nếu các bạn vỡ RSI này mà bạn dự trù nó xuống 30 ấy, thì thực ra là các bạn đang nghĩ là thị trường sideways thì mới có thể xuống đến 30, chứ điều này chưa chắc nhá. Điều này chưa chắc là xảy ra bởi vì là khi chúng ta sống sống vùng trending ấy, thì cái khung RSI mà chúng ta sẽ sống ấy, nó khoảng tầm là 40 và cận trên nó là 80. Đấy, chứ nó không sống ở vùng 30 70 mà nó sống ở 40 80 thì thị trường bản chất ấy vẫn còn cái cơ hội của ngày thứ hai. Tức là khi mà
muốn nuôi dưỡng cái con trending này thì ngày thứ hai đấm buổi sáng thế nào cũng được, nhưng mà buổi chiều phải rút chân. Rồi. Thì nó vẫn nuôi được cái pha này trở thành một cái pha trending tốt, tức là cái pha này sẽ trở thành một cái pha rũ, một cái pha rũ của một cái cách đánh trending. Nào, còn trường hợp đấy là trường hợp gọi là tốt nhá, trường hợp tốt, tích cực. Trường hợp đấy, trường hợp khoảng tầm 8 điểm đấy. Ừ, 8 điểm. Trường hợp 6 điểm thì là thị trường đi sâu hơn một chút, đi sâu hơn một chút, tức là về đây, xuống đây, lên đây, xuống tận đây cơ. Đấy. Và xuống tận đây cơ. Chẳng hạn như vậy. Thì cái việc mà xuống ở tận dưới này này, 1-2-10 này. Thì đây là cái kịch bản mà theo anh là cộng hai cái kịch bản tốt nhất đấy với kịch bản này là cộng vào ấy, hiện tại nó phải lên đến khoảng tầm 80%. Hai kịch bản này xác suất cộng lại là lên 80%. Sau khi mà xử lý xong cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ được chứng kiến một cái pha up rất là bình thường, một pha up trend rất là bình thường. Lý do tại sao lại nói là kịch bản này chiếm đến 80% bởi vì theo cái rất nhiều mã cũng như là tính trên VN Index, chúng ta phải nên nhớ là sóng tăng chúng ta đã khởi tạo từ tháng 11 năm 2022. Sau đó chúng ta có một vùng điều chỉnh đến đây. Và thực ra rất nhiều mã chúng ta, bản chất chúng ta đang lấn vào vùng trending từ đợi tính từ đây trở đi. Và tất cả vùng sideways đã được xử lý xong hết rồi. Chẳng qua bây giờ chúng ta khai một trường hợp rằng là cái việc mà lên break này nó đang bị một retest sâu. Có hai trường hợp này là trong cái lớp học về mẫu hình giá thì Finbit có dạy bạn, các bạn sẽ rất là kỹ. Một là gọi là sóng tăng không bền vững, là tăng rất là nhanh và không có điều chỉnh sâu. Trường hợp thứ hai là sóng tăng cũng là tăng nhưng mà gọi là sóng tăng bền vững, từ mỗi một lần tăng nó lại điều chỉnh khá là sâu, sau đó lại đi lên, sau đó lại điều chỉnh, sau đó lại đi lên, điều chỉnh lại, kiểu như thế. Đó gọi là đấy, gọi là sóng tăng bền vững. Đấy. Thì cái cấu trúc này, cái cấu trúc này sẽ chia chúng ta thành đồ thị, sẽ chia thành ba khúc, một là khúc ở đây, hai là khúc sideways, ba là khúc trending tiếp, là trending, sideways và trending. Làm cho các bạn nhớ một cái điều, cái này nếu các bạn cứ ghi tạm đây nha, làm cho bạn nhớ một cái khu vực mà đã từng sống như thế rất là rõ luôn. Ngay trước đây, ngay trong vùng quá khứ luôn, chúng ta sẽ có một cái vùng trending này, Hương nhìn thấy không? Rồi. Sideways này, tam giác này. Rồi lại trending. Và lại trending. Nhưng ấy, điểm khác biệt rằng là chúng ta vừa mới là coi là ôn bài luôn ấy. Ừ. Tức là đến trending này Hương nhìn thấy là nó không có một lần chỉnh nào hết. Ừ. Cả cái đoạn trending này không có một lần chỉnh về retest ngang đỉnh, mà chỉ có đi tăng lên và đi tăng tiếp. Đấy. Thì đây là kịch bản mà anh rất là, lúc trước anh em mình rất là kỳ vọng ở đây index nó cũng lên được như vậy. Tức là lên theo kiểu rằng là không về retest. Thì lần này nó có thể nó về retest một tí cũng được, chả sao. Thì cộng hai cái kịch bản này phải là xác suất 80% thị trường ở trong kịch bản tích cực nhất này, tích cực nhì. Thế bây giờ kịch bản mà các bố nào đấy mà vẽ thành đao được ấy, ừ, thì thực ra anh không nói là không có, nó có thể có 2% chứ không phải không có. Kịch bản đấy là vẽ đao được ấy, thì nó chỉ có 2% thôi, và nó phải như thế nào bây giờ thử gọi là thử nói về cái gì là nó là tệ nhất có thể đi. Bởi tệ vì nhất đi, một số các bố bây giờ đang cầm cả vĩ mô ra để nói về chuyện tệ nữa thì anh cũng không hiểu là nói thế nào. Đấy. Ví dụ như là tệ nhất có thể chúng ta phải có là một phát phập xuống dưới này. Đấy, xong rồi lên đây, xong rồi phập xuống dưới này chẳng hạn, như đây giả sử đây là một cái tệ nhất, tức là vỡ cả trên dưới này thì mới gọi là tệ. Đây, vỡ cái đường này này. Ừ. Lấy màu đỏ cho nó trông cho cảm giác nó tệ nhá. Đấy, vỡ này. Đấy. Rồi. Điều kiện của nó là sau này sẽ thùng cả RSI 30, thùng cả cái này. Đến lúc này chúng ta mới được phép đến tận dưới này này. Tức là thị trường khi nào mà tận dưới 1100 ấy, chúng ta mới được phép nhận định là cái gì đó phía dưới. Còn các bác bảo là bây giờ cái này nó sẽ về 1100 thì cũng chịu luôn ấy. Đó là không hiểu đấy là đang phân tích cái gì. Là tôi nhắc lại nha, tôi không nói là trường hợp đấy không có khả năng xảy ra, mà là cái xác suất đấy là nó là phần 20% hoặc là 10%, xác suất rất thấp. Đúng rồi. Nếu mà kịch bản này xác suất chỉ là 5% thôi. Ừ. Đấy, cái kịch bản này là kịch bản gọi là học sinh học dốt nhất. Đấy. Nhưng mà bình thường anh sẽ không bao giờ nói cái kịch bản mà nó chỉ có 10%. Ừ. Như vậy anh em tư vấn với nhau một cái kịch thì bản thôi, chỉ xảy ra có 5-10% thì nói là quái gì, đúng không?
Thực ra em thấy có một cái mà mọi người thực ra nói nào nhỉ? Nếu mà mọi người tâm lý mà tiêu cực ấy thì như anh Tuấn Anh nói là kịch bản nào nó có thể xảy ra được. Chứ còn không 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 nhất thiết kịch, là kịch, nó kịch phải bản là tối nay đi, kịch bản 30 phút nữa có kịch bản 10 phút nữa có trận MU Liverpool kiểu em mặc định là MU cửa dưới thôi. MU thắng 7-0. Ờ thế thì khó. Thế đấy thì kịch bản kiểu thế. Thế thì khó, kiểu kịch bản nó kiểu, khó tin ấy. Kiểu. Với cả thực ra một cái chỉ số mà mọi người có thể nhìn ngay vào như VN Index trong khoảng thời gian vài tháng trở lại đây ấy, đấy là có một câu chuyện mà mọi người nói rất nhiều ấy, đấy là thanh khoản của VN Index bây giờ nó khác trước rất nhiều rồi. Các bạn nhìn có thể nói là anh Tuấn Anh nhớ là cái đợt mà khi mà thanh khoản VN Index là đâu đó khoảng 20.000 tỷ nhỉ, thì mọi người thấy nó rất là bất ngờ đúng không? Vì mọi người đoán ra đoán non là không biết có khi nó đang lên hay là nó đang đang là chốt lời đỉnh. Thế xong cuối cùng là sau đấy index đánh cho một loạt là cứ 20 mấy nghìn tỷ, thậm chí 30.000 tỷ, 35.000 tỷ. Thì thực ra thanh khoản nó đã lên rất nhiều rồi, có nghĩa là dòng tiền lớn vào. Anh Tuấn Anh công nhận không? Khi mà thanh khoản nó lên nghĩa là dòng tiền lớn đã vào, và dòng tiền lớn vào thì chả lẽ người ta đi tiền vào để người ta lỗ. Thế câu chuyện nó rất là buồn cười đúng không? Nghĩa là nó đang có cái gì đấy chưa hợp lý. Còn tất nhiên là em nghĩ là không phải là không có kịch bản giảm, mà là kịch bản giảm đấy rất thấp. Và cái thứ hai là thực ra có bạn bạn comment này này, là em thấy mỗi Finbit là còn view uptrend. Thì anh Tuấn Anh nghĩ sao về về cái quan điểm này? À, nghĩa là tất cả mọi người là đều đang nghĩ rằng là thị trường phải gãy à? À, thì nó mới là đúng xu hướng à, hay như nào nhỉ? Đây là một cái đấy, thì sau này anh nghĩ là sau này chính là Hưng với anh sẽ có một cái trải nghiệm với nhau dài dài tiếp. Thì thực ra anh thấy là chỉ bằng những cái gì đấy đơn sơ thôi, chúng ta nhìn thấy là đường cái duy nhất mà chúng ta có thể kể mà có thể nói là kẻ tiêu cực hiện tại đấy là một cái đường trendline bé tí ở trên ngắn này. Nói trắng ra các bạn nào mà có chỉ cần học qua lớp học Finbit một cái lớp thôi thì bạn sẽ thấy rằng là hoặc là bằng một cái hiểu biết rất là đơn giản thông thường thôi, vì anh hỏi Hưng đơn giản này thôi. Một là một cái đường trendline theo Hưng như một đường trendline dài, nó kéo dài đến cả khoảng tầm 5,5, nó uy tín hơn hay là một đường trendline ngắn nó chỉ diễn ra khoảng tầm 3 tuần thì uy tín hơn, 1 tháng uy tín hơn? Em nghĩ là mặc định là càng dài thì càng uy tín đúng, đúng không? Đấy, đấy 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 chính là một cái điểm rất đơn giản anh đã dạy ở trong cái lớp pro. Đấy, nghe đấy đơn là cái lý do mà thực ra nếu mà anh em giao dịch trading cơ bản ấy thì đều sẽ hiểu là cái đường MA200 ấy đúng không? Bao giờ nó cũng uy tín nó hơn tín cái hơn đường MA20. Nhưng mà thực ra nhiều bạn có lẽ là nhiều bạn nhìn nó ngắn thôi, thì rõ ràng index của MA20 thì là trong tương lai gần là xấu đúng không? Tương lai gần thôi. Còn thực ra như Finbit thì anh Tuấn Anh luôn có một quan điểm đấy là mình nên nhìn dài ra một chút, không nên. Còn tất nhiên là trading theo kiểu dạng T cộng thì không happy rồi, chắc chắn là các bạn không happy rồi, mình không happy. Còn gì có ai happy? Anh cũng không happy. Thực ra nếu anh em mà giai đoạn vừa rồi mà cầm cổ phiếu chứng khoán chẳng hạn, đúng không, mà ăn cái cây giật ngày thứ 6 mà nó lại úp ATC như thế thì ai chả khó chịu đúng không, anh công nhận không? Ví dụ như thứ 6 rồi. Tí nữa anh em mình sẽ bàn đến cái quả VND hoặc là bàn chứng khoán nói chung. Nhưng mà đấy thì túm lại nhá, bây giờ mình phải giải quyết rốt ráo cái chuyện này index đã. Anh nói thật sự là cũng không hiểu là tại sao mà chỉ, anh đồng ý nhá, thị trường nó có, giả sử đi có 3 nhóm người đi, mình chia thành quân lực thì cho dễ. Bây giờ có 3 nhóm người, 1 nhóm trading ngắn, 2 nhóm trading trung, 3 nhóm trading dài. Thì nếu bây giờ em là thằng trading dài, em dung được cái đội trên ngắn mà rất đông thì có sướng không? Tất nhiên là sướng rồi. Sướng chứ đúng không? Đấy, các bạn mà muốn hiểu tâm lý của lãi, các bạn chỉ cần hiểu cái đấy thôi là đủ rồi, không cần phải hiểu cái gì nó phức tạp hơn cả. Đấy, thì tại sao mà các cái trận đánh lớn ấy nó có thể nhìn sau này nhìn thấy rất dễ. Ví dụ như là Hưng nhìn thấy bảo chứ, ôi ông Tuấn Anh ở mẹ, và ông chứ cứ chém gió mẹ, đến đoạn này ông có ăn được đến đây không, kiểu như thế. Hoặc là đến đây anh có ra được không, anh chém cái gì đúng không, đến đây anh có ra được không, đấy đúng không? Thì lúc mà nhìn quay lại quá khứ lúc nào mình thấy dễ đúng rồi. Nhưng mà bảo các ông mà chui vào chỗ đấy thì ông chắc là
chắc là phải nói là đây, lấy cái bô to này, và này, nhìn đấy, đoạn này đây. Đúng rồi. Đó, đấy cho... thì các ông có chịu được nổi quả này không? Đấy. Đấy. Nó mở cho con gáp gọi là... Đúng không? Thì bây giờ em kẻ chéo kiểu gì bây giờ đây? Anh cho Hưng kẻ chéo lên đây đúng không? Hưng vẫn bay đúng không? Anh cho Hưng kẻ chéo này thì Hưng cũng bay nốt. Ừ. Em kẻ chéo vội, kiểu gì? Bán vội. Bán bay. Thế thì bài học, nó rất nhiều bài học khác nhau. Ví dụ như là bài học này là bài học của vị thế tốt. Ừ. Hoặc là lãi dày. Cái phần mà realize gain ấy, nó dày, người ta chịu được những quả rung rung to khi mà thị trường đi lên. Thì quay lại đây, chúng ta phải hiểu rằng có rất nhiều cái cách để chống những cái pha như thế này. Nhưng ít nhất ấy, chúng ta phải hiểu rằng là ai đang bay ra khỏi tàu quả này. Ừ. Thì câu trả lời cực kỳ dễ, tức là những người ngắn hạn đang bay. Đúng rồi. Chứ còn những người tôi ra vốn ở đây thì anh hỏi Hưng là bay cái gì? Thực ra là em nghĩ là giá vốn có cao hơn một chút thì cũng không sao. Đúng rồi, thì phải hiểu rằng là cái deal trước ấy là đã book lãi rồi. Rồi. Và phải dùng cái đấy để thủ cho một cái deal sau ấy, đúng không? À, trước khi mà có lẽ là bởi vì có nhiều bạn mới vào ấy, thì xin phép là anh Tuấn Anh sẽ view lại cái kịch bản thị trường cho mọi người trước khi mà mình nói đến những cái chủ đề tiếp theo ấy. Thì xin phép mọi người ủng hộ Finpeed bằng có thể một like, một cái tương tác, một cái share để cái buổi live stream ngày hôm nay có thể được lan truyền, được chia sẻ đến càng nhiều cộng đồng trader nhất có thể. Để dù sao là mọi người cũng sẽ biết được là thực tế mọi chuyện nó đang không quá xấu như mọi người suy nghĩ. Và nếu được thì mọi người hãy subscribe để cùng ủng hộ cho Finbit để có thêm nhiều cái thông tin hữu ích từ kênh Finbit trên YouTube ạ. Rất mong mọi người ủng hộ. Chúng ta quay trở lại một chút với thị trường. À, có một bạn ấy đang rất là hay, chứng sĩ F0, bạn hỏi là đấy, tiêu cực như này, còn có người vào hỏi là thế hôm nay có món quà cuộc sống không các anh? À, mọi người thấy chưa, đôi khi cuộc sống nó phải tích cực như này đúng không? Nghĩa là cho dù đâu đó ngoài kia người ta hô sập, hô gãy, thì vẫn có những người hỏi về món quà cuộc sống, nghĩa là vẫn có những người sẵn sàng bỏ đấy, tiền ra để... Hoặc là ít nhất là hỏi rằng là dung đến đâu thì mua được. À đấy. Rồi. Giờ dung có mua được không? Đấy, những câu hỏi này nó mang tính chất tích cực đúng không anh? Nó gọi là hợp lý hơn. Hợp lý hơn. Thì mình ôn lại một chút về cái kịch bản cho thời gian tới như anh Tuấn Anh nói nhỉ. Thế bây giờ đầu tiên anh ạ. Đầu tiên là các bạn mới vào ạ, thì rất mong các bạn lắng nghe để nắm được cái nhận định từ anh Tuấn Anh ạ. Thì đầu tiên là xin hỏi anh Tuấn Anh là cái kịch bản mà xấu nhất mà không mong muốn nhất, nghĩa là tệ nhất đi. Bây giờ chơi kiểu tệ nhất trước đi cho nó gắt. Đấy, tệ nhất là như nào thì anh em sẽ, thứ nhất là đầu tiên là tệ nhất là như nào này. Xong thứ hai là nếu tệ thì anh em xử lý như nào. Đấy, tóm lại như vậy. Tệ, siêu tệ nhất thì không nói nhá. Siêu tệ nhất thì bỏ qua, nhưng mà tệ đi, tệ. Nhưng mà tệ đi. Tệ trong đầu anh hiện tại nó là về tận đến cạnh dưới của đường màu đỏ này. Đấy là kịch bản khá là tệ, nghĩa là đâu đó đoạn 1152 đúng không anh? Ừ, đấy, nó khoảng tầm 115x đi, 60, nghĩa là có thể là đánh xuyên qua cái đường MA200 kia của thị trường, nghĩa là retest luôn cả đường MA200 cho nó gắt, nghĩa là các bạn hình dung là tệ nhất đấy là vỡ MA200, thì mình nghĩ là thực ra thì chưa cần đến đấy, là anh em đã rời tàu hết rồi. Anh công nhận không? Anh Tuấn Anh thử đo xem là bây giờ từ trạng thái bây giờ xuống đến MA200 là còn bao nhiêu? Là khoảng tôi chết rồi. Sao của anh đâu? Không sao, không sao. Đấy, là khoảng tầm đấy, đúng rồi, MA200 bây giờ. Là khoảng tầm 5%, 6%. Thế ví dụ như anh em nào mà cho gọi là margin 11 đi. Gọi là kinh khủng với margin 11 thì tổng nạp nó bay phải khoảng tầm mấy phần trăm ấy nhỉ, đúng không? Nghĩa là thực ra là trường hợp tệ nhất xảy ra ấy là nếu mà bây giờ anh em chưa thua lỗ ấy, thì mọi người vẫn chưa sợ bị cốt margin đâu. Anh Tuấn Anh công nhận không? Nghĩa là tệ nhất ấy. Tính tương đối thôi, ở đây mình không rõ là vị thế trường mọi người như nào. Tệ theo kiểu Kospi nhá. Đây trường hợp thứ hai, trường hợp tệ theo Kospi là nó về đường giữa, tức là nó về giữa cạnh trên cạnh dưới của tam giác. Đây là trường hợp của Kospi.
tức là nó nằm gần như tiệm cận với M200, nó nằm giữa hình tam giác này. Đấy là cách Cosby đã từng đánh. Và sau khi chạm phát thì Cosby giật thẳng lên luôn. Anh em bị rũ ra một phát xong nó giật thẳng lên luôn. Đấy là đâu đó nó đoạn 118X đúng không anh? Đó là trường hợp của Cosby. Đấy. Thì trường hợp gọi là cũng tệ nhưng mà chưa phải gọi là tệ hẳn. Trường hợp mà anh tin tưởng là trường hợp nằm ở đây. Trường hợp anh tin tưởng xác suất cao hiện tại, xác suất theo anh là cao nhất hiện tại là trường hợp nó chỉ dừng lại tối đa là 1220. 1220 nghĩa là nó sẽ va đập về cái đường chéo kẻ trên lai ở trên. Đúng rồi. Anh thì anh thích một cái pha đánh tiêu chuẩn. Tức là anh không thích lái đánh phô. Lái đánh phô ví dụ như là tiêu chuẩn là đánh về đường chéo màu vàng và về hỗ trợ ngang. Thì đây là cái khu vực mà gọi là đánh chuẩn, đánh không bị đánh láo. Đấy. Đấy ạ, thì đấy là cái trường hợp gọi là cân bằng nhất. Đây trường hợp cân bằng nhất là trường hợp ở đây. Thì là, nhưng mà trường hợp đây thì nó chỉ từng này phần trăm thôi. Nghĩa là thực ra thì mọi người sẽ phải chấp nhận thêm khoảng tầm 30 điểm đi, gọi là 30 điểm. Nhưng xấu nhất là vỡ M200. Còn trường hợp cân bằng là mọi người sẽ chịu thêm khoảng 30 điểm, đúng không ạ? Còn thế còn trường hợp mà khả quan thì sao anh? Khả quan đi, gọi là tích cực. Khả quan thì vẫn lại như các tuần mà anh có chia sẻ. Đấy, chúng ta phải nên nhớ chặt tuần đấy. Đây, nếu mà bây giờ mọi người nhìn thấy chặt ngày, ok, mọi người kêu đúng không? Bây giờ mọi người nhìn chặt tuần, chúng ta phải nhớ là cách đây 2 tuần chúng ta có một cái tuần vô lịch sử, vô to nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Đấy. Chưa từng có. Và cái việc mà cái cây này này, cái cây vô tuần này này, cái cây này nha, cộng vô nhá, là một cái cây mà chân cực kỳ dài và kéo thẳng lên. Thì chúng ta có một cái pha kê về thì anh có một cái niềm tin khác. Đấy là tuần này khả năng rất cao là một cái đóng tuần mà tốt. Tức là chúng ta sẽ có lại tiếp tục lại quay trở lại cái form mà tôi anh thích nhất. Đấy là form thứ 2, thứ 3 giảm. Thứ 3 rút chân buổi phiên chiều. Và thứ 4, 5, 6 lên. Đấy, thì nó vẫn còn nguyên si kịch bản đấy. Và nên nhớ cái tuần rút chân ở cái tuần này, thực ra anh đang có một cái suy tưởng là chúng ta cũng có thể gặp một phiên đang việc gặp phiên rút chân ra được như thế này và nó sẽ kéo lên, sau này chúng ta sẽ còn thấy được một cái quả vượt đỉnh đây cơ, vượt đỉnh đến tuần. Nhưng mà là trong tuần này hay là có thể những tuần không, sau nữa? Tuần sau. Thế là cái bản tích cực là anh em là sẽ tuần này được sẽ được chứng kiến một pha rút chân màu xanh và chúng ta sẽ trở lại ở cái ngưỡng khoảng tầm 1275, 1280 ở cuối cái tuần này. Có một bạn hỏi là thế trường hợp nào khả năng xảy ra cao nhất thì chia sẻ lại với bạn một chút là như anh này, Tuấn Anh nói này, là nó sẽ va đập về cái đường trendline đâu đó đoạn 1220. Có thể đấy là kịch bản thứ nhất, là kịch bản cân bằng và kịch bản mà có vẻ như nó tiêu chuẩn. Cái câu trả lời, thực ra câu trả lời chính xác nhất cho các bạn đang hỏi câu hỏi đấy thì tôi sẽ xin phép trả lời theo kiểu khác. Đấy là trả lời theo kiểu của một số các bạn bắt đầu hỏi là khi nào mua được ấy, thì nó tốt hơn là đoán về đến đâu. Thực ra đoán về đến đâu không quan trọng mà lúc nào mua được đâu. Thì khi bạn hiểu được khi nào mua được thì bạn sẽ hiểu luôn là như thế nào. Tức là quan điểm của anh là thị trường đang giảm như thế này ấy. Thì ví dụ như em đang nhìn thấy, cứ giả sử sóng ngắn chúng ta đếm lại thành 5 sóng đi cho nó thoải mái, cho nó gọi là dư giả, thì chúng ta sẽ thấy là sóng cuối ở đây nó sẽ phân kỳ ở đây. Và để mà cái sự phân kỳ nó xảy ra ấy, thì các bạn chỉ cần nhìn nó một cái mô hình như kiểu V kép thôi. Tức là chỗ này được chúng ta thấy xuống lên chẳng hạn như thế. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái form này và nó vượt qua cái chỗ này mà ở RSI nó có một cái phân kỳ ở đây. Rồi. Thì chúng ta sẽ mua ở cái điểm này luôn. Nói trước điểm mua luôn để các bạn hình dung cái điểm mua của bạn cho dễ. Đấy, thì sẽ mua ở cái chỗ break này. Đấy. Thì cái cấu trúc này này, dù nó xảy ra ở đây hay nó xảy ra ở đây thì đều là mua. Đấy. Dù xảy ra ở đây hay xảy ra ở đây đều là mua. Chứ còn nếu mà xảy ra dưới này thì không mua. Đấy. Nghĩa là nếu mà nó nằm trên cái đoạn đường đấy. Nó nằm ở... y hệt như này, nhưng mà cầm ở đây copy lên trên đường màu vàng này thì chúng ta cũng mua. Mà cùng cái hình này mà ở ngang đây thì cũng mua.
trừ trường hợp nó giữa dưới này thì không mua đâu. Rồi, anh em cùng chụp màn hình nhanh lại cái chụp đoạn màn hình này. Chụp màn hình để xem cái kịch bản này nó có chuẩn xác không nhá. Ừ. Thực ra có bạn thì bạn ấy nói về câu chuyện sóng thì em nghĩ là thực ra nói câu chuyện sóng hơi khó. Vì mỗi người lại có một cái điểm đầu gọi là tính sóng đúng không? Tính bước sóng thì thực ra nó hơi khó, nhưng mà có một cái bạn ấy nói một câu chuyện rất hay, đấy là có chuyên gia thì đang nói rằng là thực ra thị trường có thể giảm 50-70 điểm nữa. Thì thực ra em nghĩ là mọi người cái này không phải là có vì có một cái cạnh tranh hay là một cái mâu thuẫn gì nhá. Nhưng mà ấy, quan điểm là như này này. Thực ra quan điểm là mọi người cứ đang cầm hàng thì mọi người sẽ muốn nó bật tăng. Anh công nhận không? Ừ. Mọi người đang cầm hàng thì xin thề với các bạn là có 10 người thì 11 người giơ tay là tôi muốn nó tăng hay tôi muốn nó hồi nó phải lên, đúng không? Thế còn nếu mà mọi người mà đang cầm nhiều tiền, ví dụ như 50-50 thì em không nói nhá, nhưng mà thường là rơi vào độ khoảng 60-70% đang là tiền hoặc là còn 70-60% sức mua ấy, thì nói thật phải đến 13 người chứ không phải 11 người là mong nó giảm. Xin cam đoan với mọi người là như thế. Thế là lý do tăng giảm thực ra nó rất quan trọng là cái vị thế các bạn nó đang như nào thôi. Nếu mà các bạn đang anh Tuấn Anh mà đang cầm tiền mặt đúng không, thì chắc chắn không bao giờ anh Tuấn Anh muốn mua đắt rồi. Anh Tuấn Anh phải bảo là mày phải giảm cho tao độ tầm 100 điểm tao mới thấy discount nó ngon. Anh công nhận không? Đúng rồi. Thế còn nếu mà ví dụ như mình đang cầm cổ thì bây giờ có chối chết không ai mình bảo là nó sập được. Vì mình phải đúng cái vị thế của mình đúng không? Thế thì cái này thực ra nó quan trọng là cái quản trị rủi ro của anh em đang như nào, cái tài khoản của anh em như nào. Đúng không? Anh Tuấn Anh công nhận không? Chứ còn không phải là việc là nó tăng hay nó giảm, bởi vì thực ra rõ ràng là một cổ phiếu khi mà mình mua ấy thì mình sẽ phải xác định luôn là thứ nhất là tôi cắt lỗ ở đâu, tôi cắt lỗ ở đâu. Anh Tuấn Anh công nhận không? Cắt lỗ ở đâu? Rồi thứ hai mới là tôi chốt lời ở đâu, đúng không? Nghĩa là khi mà bạn mua một cổ phiếu nhất định ấy là bạn đã phải xác định trong đầu luôn là cái điểm mua, điểm bán, điểm bán với cả điểm chốt lời rồi, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời rồi. Thì rõ ràng là nếu mà như anh Tuấn Anh từng chia sẻ rất nhiều ấy, là đầu tư ấy thì anh em nên bỏ bớt cái cảm xúc cá nhân ra. Nghĩa là ngày hôm nay nó có giảm một chút ấy, hay kể cả nó có giảm mạnh ấy, thì cứ làm theo kỷ luật. Nghĩa là nếu quá cái phần mà phải cắt lỗ rồi thì anh em cắt. Còn nếu đến phần chốt lời rồi thì anh em cứ chốt. Ừ. Chứ ai bắt anh em phải đau buồn đâu, đúng không? Còn nếu mà đầu tư mà theo kiểu dạng là ngày hôm nay tôi lỗ tôi buồn thì nói thật là đánh như thế nó hơi phiêu. Nhân tiện thì cũng trả lời theo cái kiểu rằng là mọi người so cái trường phái này với trường phái khác ấy, thực ra rất là khó. Một lý do khác đấy là ở một cái trường phái A đi, các bạn đang so một người chơi tốt theo kiểu A đi, và bạn so với người B ấy, thì thực ra đấy là điều không tưởng. Bởi vì là chúng tôi sẽ đánh những cái kỷ, lúc đánh theo bộ kỷ luật khác nhau. Bây giờ nói thật với Hưng như thế này, giả sử đi, với kỷ luật của anh ấy, thì anh không ra ở cái phiên này. Rồi. Bạn chả phải giả sử, đấy là sự đấy, thật. Đấy, đấy. Chứ đấy, chả đấy. Có giả sử gì cả. Đúng rồi. Đúng không? Thực ra anh không ra ở phiên này. Ừ. Thì anh đến đây thì anh mới còn hàng. Nhưng mà vấn đề là câu chuyện là làm sao để anh biết ở đấy để mà anh chốt, đúng không? Thì đấy, mọi người chỉ nhìn vào giữa lịch sử thôi. Thì mọi người bảo là bây giờ tại sao nó lên đến cái vùng đấy rồi mà anh không chốt, thì nói thật với mọi người là thế thì đoán đỉnh, thế thì biết bao giờ mới chốt được lời. Bây giờ đến cái đoạn này chúng ta không ra thì chúng ta đã được ăn đến tận đến đây. Đến đây thì thực ra có một cái buồn cười nữa là Hưng sẽ thấy rằng là chúng ta đang sống thế giới nghiêng hơi chéo chéo. Ừ. Là phiên đóng cửa ngày hôm nay thì nó vẫn cao hơn cái phiên đóng cửa của cái hôm không hôm, không chân hôm, nhá, không hôm, tính chân nhá, chỉ tính đóng cửa nhá. Hôm mà tạo lập tụt quần anh em đúng không? Đấy, đúng rồi. Thì ý anh là mỗi một cái cách chơi nó sẽ chống được lại một số các cái di chuyển, và có thể nó sẽ không chống được một số các di chuyển khác. Cái phiên này là phiên ngày bao nhiêu anh nhỉ? Phiên à đây đấy, 18 tháng 3. Đấy, thực ra có một cái ví dụ rất là rõ ràng cho anh em thấy nhá. Đấy là trong cái phiên mà ngày 18 tháng 3 ấy, thì quay lại một chút bây giờ back test đi. Ừ. Thì mọi người cho khảo sát nhanh đấy là bao nhiêu người
bán ngày 18 tháng 3 và bao nhiêu người vẫn giữ được hàng trong cái cây ngày 18 tháng 3 đấy. Bởi vì thực ra cái cây 18 tháng 3 đấy ấy, nếu mà nói là những cái phiên vừa rồi nó là tiêu cực ấy, thì cái cây 18 tháng 3 đấy nó phải gọi là cụ của tiêu cực. Bởi vì nó hơn 40 điểm. Anh Tuấn Anh công nhận không? Vôn to uy tín luôn. Đúng không? Thì xin hỏi là bao nhiêu người giữ được hàng trong ngày 18 tháng 3 đấy và bao nhiêu người đã bị mất ạ? Mọi người thử có một cái comment nhanh nhỉ. Nếu mà mọi người mất thì comment số 1 đi thì nó đỡ mất thời gian, mất thì comment số 1 mà giữ được thì comment số 2 để cho anh em tôi được thấy là xem là như thế nào ạ. Mọi người bán thì là bán vào cái phiên ngày 18 tháng 3 đấy thì comment số 1, mà mọi người giữ hoặc là mua thêm thì comment số 2 ạ. Đấy, rất nhiều. Múc thêm, còn nguyên, mua hàng. Rồi tỷ lệ 1-2 như nào ạ? Ai bán ra ngày 18 tháng 3, ai mua vào ngày 18 tháng 3 hoặc là giữ ngày 18 tháng 3? Thì một cái rất đơn giản, đây so sánh luôn. Thế nếu ngày 18 tháng 3 các bạn giữ được, các đủ bản lĩnh cho các bạn giữ, thì cái phiên này thực ra nó còn không khốc liệt bằng phiên này. Mà nếu mà em xem kỹ nhá, em xem kỹ thật là kỹ, em sẽ thấy rằng là cái cuối phiên nó xảy ra và nó cần chúng ta điều tiết ở chỉ trên một số mã thôi. Một số mã chứ không phải tất cả. Một số mã chứ không phải tất cả. Rồi ạ, em thấy mọi người chắc là phần lớn là bao trùm về số 2 anh Tuấn Anh, nghĩa là mọi người giữ và hoặc là mọi người mua thêm. Thì đấy, thì mọi người có thể backtest lại một cách rất nhanh, nghĩa là thực ra là nếu mà cái phiên ngày hôm đấy ấy, mà không mất ấy, thì thực ra cái phiên vừa rồi cũng không xi nhê gì. Tất nhiên là sẽ có một số lập luận. Bây giờ em thử đứng ở góc độ một người chim lợn. Em muốn nó sập bởi vì em đang cầm nhiều tiền, em đang muốn vào đúng không? Em đóng vai một người chim lợn thì bây giờ em đang bảo anh Tuấn Anh là đây, anh nhìn ba cây nến gần nhất của VN Index đi. Đúng không? Ba cây đỏ. Mà em biết là đâu đó một cái kiến thức gì đó nào đó ở trên thị trường chứng khoán, người ta bảo là ba cây đỏ là ba con quạ, ba con chim lợn. Thì nhìn thấy ba cây này là bạn phải chạy ngay đi. Đấy, thế thì bây giờ em muốn là anh Tuấn Anh phản biện đi, là xem là thế ba con quạ này có đáng sợ không. Đấy, bởi vì đấy, anh Tuấn Anh từng bảo em lô hình nến mà đúng không? Đây. Ba con quạ gì đây cho ông ba con quạ đây, ví dụ như là đâu nhỉ? Đây, bàn quạ đây. Đến đây có phải bàn quạ không? Đây, ông sống chỗ này thì ông gọi đây bàn quạ không? Tùy em thôi. Em cũng muốn gọi đây là bàn quạ. Con quạ này nên khuấy hơn to. Hơi to. Vậy trưởng luôn. Hơi to. Sao nó đóng thẳng lên luôn. Đây thì được. Cho hẳn em nhá. Này, tặng luôn Hưng luôn. Bốn con quạ luôn. Được chưa? Đấy, bốn con quạ. Vẫn lên. Cái... đây, bốn con quạ được chưa? Bốn con quạ đúng không? Đây, bốn quạ chưa đủ đúng không? Bây giờ cho hẳn năm con quạ. Được rồi. Đây, năm con quạ đây. Cái phân tích kỹ thuật nó không phải là mấy con quạ hay là gì đó để mà các bạn. Vì thật sự nếu mà nó dễ như thế, nếu mà là mấy con quạ mà là ra quyết định được ấy. Thì tất cả theo anh mọi nghĩ đơn giản này, tất cả bộ môn phân tích khác vứt hết. Nếu mà nó chỉ vào nhìn vào ba con quạ thì dễ quá đúng không? Có cái gì đâu. Giời ơi, không phải như thế, không nên nghĩ như thế. Cái ban quạ đấy có lúc đúng nhá, tôi không nói là không phải không có lúc đúng, có lúc đúng nên dùng, có lúc không nên dùng. Và cái tâm huyết của cái phiên viết dạy là để các bạn nhắc lại, các bạn nhớ rằng là phiên viết dạy cho các bạn một cái điều cực kỳ quan trọng, đấy là mùa nào thức nấy. Có nghĩa là chúng ta đang sống ở trong khu vực năm ngoái, chúng ta khu vực sideways, chúng ta phải sống hèn, chúng ta phải sống hèn một tí, phải thủ, em hiểu không? Tức là mẹ đội bạn công nhiều đúng không? Tối nay Liverpool MU, chẳng nhẽ MU lại không thủ hay là tích công, tùy thôi đúng không? Thế thì được sang cái vùng công ấy, theo anh mùa nào thức đấy tức là gì? Thủ thì phải thủ chắc, mà công thì công quyết liệt. Có nghĩa là đứng sang vùng công ấy thì Hưng sẽ thấy một cái cá tính cực kỳ khác của anh, đấy là anh sẽ rất là nhanh tay, đánh nhanh,
Có nghĩa rằng là con nào không phù hợp, con nào tốc độ tăng chậm, cắt luôn, di chuyển sang cái dòng mạnh nhất. Tức là anh không, trong đánh trending anh đánh khác hẳn cái cách anh đánh ở trong sideways. Sideways là gì? Tỷ lệ danh mục lâu lâu anh sẽ di hết vào những con thủ phía dưới. Nhưng mà trong trong trending lúc nào cũng yêu cầu anh em rằng là con nào mà không tăng tiếp ngay lập tức di chuyển sang, để di chuyển sang những dòng vượt đỉnh. Và Hưng có thể thấy rằng là gần thời gian gần đây anh rất hay nhắc mọi người rằng là phải rất là chú ý những cái mã mà vượt đỉnh ở trên cái đỉnh tháng 9. Chứ anh không nói đến chuyện là nó rủi ro giảm. Những mã gọi là vượt đỉnh đúng không? À, thực ra có một bạn ấy comment cũng rất là vui, đấy là quạ này quạ nuôi nên không đáng sợ. Giống như kiểu anh em bảo đây là con gà công nghiệp đúng không? Nghĩa là thực ra ý là con quạ này quạ vẽ, quạ vẽ trên giấy à? Hay là như nào nhỉ? Em thấy có một cái nó rất là thú vị ở đây ấy. Đấy là thực ra như anh Tuấn Anh nói thôi, cái việc mà mọi người đem mẫu hình vào ấy thì nó còn phải phù hợp với cả bối cảnh thị trường nữa. Nếu mà ba con quạ mà cái vùng gọi là vùng rủi ro cao, vùng nằm dưới ấy, thì lúc đấy là mình nghĩ là phải cảm thấy sợ, phải biết sợ. Lúc ấy bạn thực sự phải biết sợ đúng không? Thế cơ, nhưng mà nếu mà con ba con quạ mà vùng trên ấy thì lúc đấy mình nghĩ là anh em phải quan sát thêm, thực ra xem nó như nào. Bởi vì thực ra có một cái nhá, phải nhắc lại có một cái như này này. Tại sao người ta đánh xuống? Đúng không? Thì theo anh Tuấn Anh, tại sao thị trường phải đánh xuống? Một lý do cơ bản đi, tại vì nó giá nó quá cao nên người ta đánh xuống, người ta chốt lời. Gần đây hả? Gần đây. Tại sao người ta phải đánh xuống? Thưa anh, đánh xuống gần đây thì cũng có mấy cái quan điểm khác nhau. Thứ nhất là tính từ đáy tháng 11 năm 2023 đến giờ thị trường tăng 24%. Cái mức tăng này là mức tăng tương đối lớn. Nên cái việc mà có xuất hiện khu vực chỉnh cũng là bình thường. Và cũng xin nhắc lại rằng là khi mà thị trường vượt qua cái đường chéo này thì tôi anh cũng đã nhắc mọi người rồi rằng là thị trường phải đi điều chỉnh đến khoảng tầm 3 tuần. Anh nhớ là hôm đấy anh lên chương trình khớp lệnh anh nói như thế, mà vẫn có nhiều người rất là thắc mắc bảo là ủa tại sao mà break đẹp như thế này rồi mà anh Tuấn Anh bảo là mà vẫn chưa đi vào uptrend à, tại sao không tăng tỷ lệ. Mà có cả khách hàng nhắn tin riêng cho anh mà bảo Tuấn Anh ơi tại sao em phòng thủ thế, em vẫn giữ 70% mà em bảo là em break đây mà em không vào 100% đi. Thì anh phải nhắn riêng cho anh ý rằng là em xin lỗi anh là em chưa thấy cái căn cứ, chưa thấy lần điều chỉnh cũng như là chưa thấy cái căn cứ để mà mình có thể vào được 100%. Và em nghĩ rằng là đây phải điều chỉnh khoảng tầm tối thiểu là 3 tuần. Thực ra bây giờ nó đã hơn rồi đấy, nó phải đến 1 tháng rồi đấy, và nó vẫn chưa đủ điều kiện để anh giải ngân 100%. Phải nói thật là như thế. Thế thì cái câu chuyện theo anh nghĩ ở đây này là cái câu chuyện rằng là phải xin phép được nhắc lại là câu chuyện là mùa nào thức nấy. Có nghĩa là chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta đã kết thúc ở cái giai đoạn đi sideways to này rồi. Đồng ý có một vài cái khả năng là thị trường có thể về retest tương đối sâu thôi nhá, không phải sâu. Với trường hợp Kospi, nhắc lại các bạn nha, trường hợp Kospi là lên đến đây thôi và sau đó nó chỉnh thẳng phát đến đây luôn. Thế nên là tôi không xếp trường hợp Kospi là cái trường hợp base case của chứng khoán hiện tại. Chúng ta đang mạnh hơn Kospi ở đoạn lên đây nên là rõ ràng là discount đi, chúng ta chỉ về đến đây là tối đa. Tối đa về đến đây. Đấy. Còn nếu mà bảo là gì nhỉ? Bạn ấy câu hỏi của Hưng là chúng ta tại sao phải bán? Tại sao thị trường lại bán ở đây? Thì bởi vì thứ nhất là tăng như thế. Thứ hai là sau cái pha break đây thì thường ấy là các thị trường là nó sẽ phải có trên tính trên index nhá. Bạn nên nhớ chúng ta xem trên index chứ chúng ta không xem trên kiểu DIG một cái mã gì FRT. Đấy, thì index nó tổng hòa của cả tỷ đô giao dịch nên là cái chuyện nó retest là chuyện rất là bình thường. Chứ nó không bay được, đánh bay được như cái dòng đầu cơ. Thì khi mà lên đây rồi thì nó phải retest lại thì nó cũng là chuyện rất là hợp lý. Đúng rồi. Không có cái gì mà không hợp lý cả. Bây giờ cái câu hỏi là retest đến đâu ấy, thì các bạn nào mà học các cái lớp của Finbiz rồi thì các bạn cũng sẽ có thể tự kẻ cho mình một cái đường Fibonacci. Thì cái retest đây, cái việc mà nó được khoảng tầm đấy 0.618 đúng không? 0.618 trong đúng phiên rồi. Nó có thể nhúng đến tận là 12.12 12.12 nhưng mà kết thúc nó vẫn nằm trên là 12.20 chẳng hạn như thế. Thì nó cũng là một cái chuyện nó cũng hợp lý. Thế nên là đến đây thì nó cũng không có gì đối với anh, cũng không có gì là bất thường cả. Bạn Quang thì anh Quang Trần thì anh có nói là do cái cầu không đủ mạnh lên tiếp nên là phải biến động xuống để kích cầu.
Cũng gần đúng. Thì thực ra nó cũng là một một cái ý đúng. Nhưng mà thực ra ý em là em chỉ muốn nhấn mạnh mọi người một điều ấy. Đấy là có bạn thì bảo là bây giờ các chuyên gia khác thì đang nói là nó có thể vỡ 1.200. Thì thực ra mình nghĩ là ok, vỡ đến đâu thì cũng được đúng không anh? Quan trọng là mình phản ứng theo kịch bản ấy. Chứ còn nói chung nếu mà để mà dồn rất là nhiều tiền và có những cái pha vô lịch sử trong sau đấy là để vỡ thì thực ra thế thì thực ra lái kém quá. Lái kém quá. Đúng không? Kéo làm sao, kéo xả làm sao để cho anh em vừa có mua có bán, chứ còn kéo để nó giật vỡ hết tất cả các mẫu hình, các chỉ số thì mình nghĩ là thực ra thì không đúng không, không 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 không, nghĩa là coi như là à em nhớ rồi, có một cái câu rất là hot hot ngày xưa, phim truyền hình ngày xưa anh ạ, người ta gọi là gì, lần đầu tiên mình nghe là đắm thuyền thì dập mẹt. nghĩa là theo kiểu là chết thì chết hết. Thế thì mình nghĩ là thế thì tạo lập họ lại tự nhiên họ lại tự dẫm vào chân họ, thế thì hơi buồn cười. Đây nhân tiện thì tại sao đang nói là chuyện câu chuyện lái kép. Thì nên nhớ rằng là thị trường Mỹ đây bây giờ chuyển sang đúng không? Chứng khoán quốc tế rồi. Đáy 2022 đến đây. Mỹ đi tam giác chẳng hạn như vậy. Đấy, đi đến đây, sau đó lên chỉnh sâu đi thẳng lên luôn. Và bây giờ đang vượt đỉnh trên rồi. Thì cái đánh chuyên nghiệp ấy là nó đánh như thế này, tức là đánh break xong thì nó về retest rất sâu. Đấy. Rồi thì mới giật lên. Nhưng mà nên nhớ nhá, Việt Nam mình đang là còn thấp hơn, Việt Nam mình đang ở tầm đâu đây? À đúng rồi, thực ra còn chưa đến đoạn đấy, nó phải dịch sang đoạn bên trái đúng rồi. Đây, đấy, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thì nhìn rau khắp thịt mà nói thì nhìn xung quanh đi, nếu mà đánh lên tận đây rồi thì thôi. Đánh chậm quá rồi các bạn, đánh lạc quá. đánh như kiểu cổ lỗ quá, người ta đã đánh vượt đỉnh rồi không ạ? Các ông vẫn đánh ở tận đây xong rồi các ông ngồi lo là đánh 1.200 hay là 1.280 của một chút điểm đấy. Thực ra nói một chút về câu chuyện Dow Jones nha anh Tuấn Anh. Ừ. Thì nếu mà chắc là nhiều bạn ở đây thì ngoài trading chứng khoán Việt Nam ra ấy, thì còn kiểu cũng một chút gọi là chứng khoán quốc tế đi, đúng không? Cũng dầu rồi vàng rồi cọc tiền rồi các chỉ số ấy. Thì thực ra mọi người chắc là mọi người sẽ quá quen với cái việc là thường mà nhà cái em đã giật thì thường phải giật vỡ stop loss. Chứ không ai kể ra một cái trendline để ôi giời ơi, đây là cái trendline này, nhúng xuống đây rồi nhá, xong lại đi lên. Thường người ta phải giật chứ bạn, đúng không? Nghĩa là nếu mà đánh đã gắt ấy, đánh để loại bỏ gọi là những người mà không 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 giữ được ấy, thì ví dụ như anh Tuấn Anh vẽ là 1.220 đi, nhưng mà kẻ Fibo ra 1.212 thì xong sau đấy có bạn lại nhớ đâu các bạn lại bảo ôi anh ơi, anh bảo 1.220 giữ được, bây giờ 1.212 thì em té đây, đúng không? Ok bạn, thì thực ra đấy cũng là quan điểm của bạn, nhưng mà quay trở lại là thường ấy là nhà cái nó phải giật cho anh sợ, như gọi là vỡ đi một tí, nhưng mà rút chân trong phiên, gọi là anh em hay gọi rút chân trong phiên ấy, thì người ta mới loại bỏ được chứ. Chứ còn nếu mà ủi ông ơi, 1.220 đây nhá, tôi đúng chạm rồi. Một cái xong tôi lên đúng đấy, không? Cái câu này thì nhân tiện Hưng nói những chuyện này thì mọi người cũng trả lời cho bạn Catchy Chiu này với cả cái bạn Thái Văn Tuyến này đang hỏi là khi nào vào 100%. Thì ban nãy thì có chỗ mà bảo là chụp màn hình, thì bạn có thể tua lại cái chỗ mà chụp màn hình đấy. Thì trước đây thì anh cho rằng là thị trường bất cứ chỗ nào, chưa biết là chỗ nào nhá, bởi vì đấy là tương lai, mình chưa biết chỗ nào, nhưng bất cứ chỗ nào sau này nó vượt lên trên cái đỉnh mà 1.290 này, trên tính trên VN Index thì đương nhiên chúng ta phải vào 100% rồi. Nhưng mà cái đấy xa quá, vì bây giờ thị trường đang hơi lùi lại. Thì chúng ta cho rằng là khi mà các bạn ở phần dưới này này, các bạn nhìn thấy VK ở đây mà theo cái kịch bản mà bắt đấy bảo là các bạn ở trên cái vùng 1.210, 1.220 này, mà lại lập ra VK phân kỳ trên chart 1 giờ hoặc là chart 2 giờ gì đấy. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể nâng tỷ lệ lên 100% ở bên phía này. Khi các bạn nhìn thấy cái điều này thì những người đánh gọi là đánh theo kiểu retest sẽ vào như thế này. Nhân tiện là cũng gọi là đây không phải lớp học, nhưng mà coi là tặng các bạn free luôn một cái nội dung lớp học. Đấy là entry của Tuấn Anh rất đơn giản. Entry 1 anh vào đây. Đấy. Entry 2 anh vào retest. Và entry 3 là anh vào vượt đỉnh. Nhưng cái mà anh thích nhất, cái mà anh thích nhất không phải là entry retest, mà cái anh thích nhất là break và vượt đỉnh. Anh không thích cái entry này. Là do mình đánh tính cách, mình đánh trending và mình đánh
rất là hung hăng, mình đánh mua cao chứ mình không đánh mua retest. Rồi ạ, các bạn có thể cáp lại cái phần kịch bản của anh Tuấn Anh nhá, là sẽ có chia làm 3 lần vào mua đi. Lần đầu tiên là break đúng không ạ, khoảng độ 30%. Thì lần thứ hai là nếu mà nó có retest thì ta đi thêm khoảng 30% nữa. Còn lần cuối đúng không anh, là break lại lần nữa thì là đi 30%, nghĩa là chia là khoảng độ 3 lần vào tiền. Thế còn 10% nữa để làm gì thì chúng ta thôi 10% nữa donate 90% mà em lại lãi được rồi, thôi em nên dùng 30%. Đấy ạ, có bạn Nguyễn Trung Hiếu ạ, Nguyễn Trung Hiếu hỏi là xin kiến thức cách đi tiền cho điểm break đầu tiên, thì mọi người vừa nói mình với anh Tuấn Anh vừa nhắc lại đấy ạ, là 30-30-30 bạn nhá. Lần đầu tiên là cho lần break đầu tiên này, xong rồi lần thứ hai là cho retest này, lần thứ ba là break lại này. Rồi. Còn nếu mà giả sử mà nó còn không retest nữa thì thôi anh em lại đấy bỏ nhá, qua. Thử ôn lại cái bài mới đấy hôm nay nhá. Này. Khi mà chúng ta đang giả sử quay lại thời điểm tháng 12 năm 2023 đi. Khi chúng ta có một lần vượt đỉnh này. Đấy, nhìn thấy không ạ? Vượt đỉnh rất rõ đúng không? Bạn có phiên mua retest ở đây. Phiên mua break ở đây, phiên mua retest ở đây. Và phiên mua vượt đỉnh ở phiên này. Đấy, cả bộ ba này chỉ diễn ra trong vòng có khoảng tầm tuần rưỡi thôi, và nó xảy ra hết ba phiên này, một phiên break, một phiên retest, một phiên vượt đỉnh. Đấy. Cái vấn đề chúng ta ở đây này là chúng ta không biết nào, chúng ta đang đánh trên form to, nhưng mà trong đầu các bạn này thì bạn lại rung rinh theo form nhỏ. Đời, chúng ta đang đánh form tháng, nhưng mà entry bằng form tháng, nhưng mà chúng ta lại soi hàng ngày. Đấy, thì bây giờ nếu như các bạn vào entry ở đây chẳng hạn, theo cái đấy thì có vấn đề gì đâu. Các bạn đang đánh rất là to rồi, có vấn đề gì đâu. Các bạn hỏi là thế nếu bỏ qua lần break đầu thì phải làm sao? Bỏ qua lần break đầu thì thôi bạn mua retest thôi. Ô được cập nhật Liverpool ăn 1-0 rồi, dành cho các bạn quỷ đỏ nhạt. Quỷ đỏ nhạt, màu hơi nhạt hơn. Nhân một ngày MU bị lủng mất một trái, trong hiệp 1 thì mình đã đặt sẵn một cái đường link. Mời các bạn đầu tư cùng FinPit, là các bạn cần cái sự hỗ trợ của team FinPit cũng như anh Tuấn Anh, thì mọi người có thể click vào cái link mà đã được pin sẵn ở trên YouTube ạ. Hôm nay có vẻ là một ngày không được tích cực cho lắm, thế nên là mình với anh Tuấn Anh thì cũng không có nhu cầu bán hàng. Nhưng mà thôi thì cứ nhắc để cho anh em cũng biết, vì nhớ anh em hỏi là thế làm sao để được FinPit hỗ trợ thì thôi cứ đặt lên trên để cho anh em theo dõi. Với cả cũng cà kê thêm một chút là thực ra có một câu chuyện mà trước giờ mọi người hay nói là đâu đó mình đọc ở trên kênh YouTube của FinPit một số clip ngắn của anh Tuấn Anh ấy, thì không biết là thực tâm mọi người comment nó như nào, mình cũng băn khoăn. Đấy là mọi người hay bảo là chuyên gia này hô hào để anh em đánh. Thì thực ra nói một chút là mọi người có lẽ là bởi vì mọi người chưa có hiểu rõ cái mô hình của FinPit cho lắm nên mọi người mới comment như vậy. Đúng không? Vì thực ra nói này, FinPit thì không có yêu cầu anh em là phải gắn ID, cũng không có yêu cầu là anh em phải mở tài khoản chứng khoán công ty nào. Bởi vì người ta làm thế là vì sao? Vì gắn ID thì các broker được hoa hồng, mà mua đi bán lại nhiều đúng không anh? Hô mua đi bán lại nhiều thì mới lợi. Còn thực ra FinPit chả được cái lợi gì khi mà bảo anh em mua hay là anh em bán cả. Thực ra đấy là tiền của anh em mà. Thì cái mô hình FinPit nó khác một chút là anh em không gắn ID, thế nên là không có áp lực phải hô mọi người bán hay mua. Mà quan trọng là FinPit thì cung cấp cho mọi người một cái gói thành viên để mọi người mua và subscribe theo tháng. Thì mọi người có lãi, mọi người thành công thì FinPit được tiền. Còn nếu mà mọi người lỗ thì FinPit mất mặt đúng không anh Tuấn Anh mất uy tín. Thì câu chuyện đây là mong mọi người đừng đánh đồng FinPit hay là các anh em FinPit với một cái broker hay một cái tổ chức nào cả. Đấy. Ngoài ra thì cũng à đây, có bạn hỏi này, sắp 23 tháng 4 rồi, có khuyến mại khủng gì cho anh em không? Nhờ cái này phải nhờ CEO trả lời. Nhờ CEO sẽ trả lời sớm với các bạn là sẽ có khuyến mại khủng. À thì cũng thực ra cũng chia sẻ luôn với anh em đấy là hôm nay thực ra cũng không nghĩ là mọi người lại vào xem đông như này. Thực ra đây đang là 1.500 mắt ạ. Thì
xin phép là đưa ra một cái tri ân như này, vì cũng cũng có một cái lời động viên của các bạn lúc trước, thì bạn bảo là muốn các anh tìm cho một cái gọi là món quà cuộc sống, thì mình cũng ra một cái deal này với nhau, đấy là nếu ngày hôm nay mà Finbit mà đạt được 1.600 mắt ạ, thực ra tuần trước là đặt chỉ tiêu hơi cao 1.800, thì nếu mà hôm nay kết phiên là hoặc là trong phiên mà anh em đạt 1.600 mắt thì cũng sẽ cố gắng để tìm ra một cái món quà cuộc sống cho mọi người để mọi người có thêm niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đúng không ạ? Thì rất mong là thông qua livestream này mọi người sẽ cùng ủng hộ Finbit bằng cách là like, share và subscribe kênh. Đấy, có một bạn hỏi ngay với câu hỏi anh thích nhất, đấy là anh Tuấn, anh cho em hỏi tích sản MBB giá cao quá rơi làm sao ạ? Thì phải bật mí cho Hưng biết rằng là tất cả những anh em mà đã tích sản với Finbit MBB ấy, thì công nhận lãi to thật, lãi to lắm rồi. Hôm vừa rồi thì anh mới làm review cái danh mục tích sản cho Finbit, thì là đúng là xin chúc mừng các anh em tích sản cùng với Finbit cả giai đoạn cái 2 năm vừa rồi. Trong đó có những người tích sản lãi đến tận khoảng tầm 50-60% mất. Thì đây cũng là một niềm vui của anh khi mà Finbit tập trung vào cái câu chuyện là tư vấn, để làm như Hưng nói đấy, là làm thế nào để anh chị em có một cái xác suất thành công cao. Thế thì hai cái quan điểm đầu tư rất là khác nhau. Một quan điểm tích sản là chúng ta tính gọi là lợi cùng là tính là lợi nhuận tổng thể, nhưng mà một cái thì là chúng ta vào cái mã mà rất ít di chuyển. Đấy, mua tích sản tháng nào cũng mua và giữ đều. Nhưng trong khi đó thì ngược lại thì bên trading thì chúng ta đã từng book lại những cái mã mà lãi rất là khủng. Và sau đó thì chúng ta lại phải chia sẻ thật là chúng tôi cũng vừa mới phải cắt lỗ một vài mã. Thế cái đó thì tôi thấy rằng là nó cũng rất là bình thường, bởi vì là có thắng có thua đấy, chứ còn không phải bảo rằng là trading mà lại không có điều nào thua thì bịp quá. không có trường hợp đấy. Nhưng mà Finbit phải rất là tự hào chia sẻ với anh chị em là năm năm qua chúng tôi chiến thắng đến khoảng tầm 70%, tức là cứ vào 10 deal thì thắng khoảng tầm là 7 deal và thua 3. Thì cái đấy phải nhớ là khi mà mình mua dịch vụ thì mình mua đúng cái dịch vụ. Ví dụ bạn Hà Đức Mạnh này, bạn đến tích sản MB ấy, thì tôi nghĩ rằng là ở cái khu vực này, nếu mà năm nay chúng ta phải nên nhớ là MB tăng trưởng đang rất là tốt. Năm nay tăng trưởng rất là tốt. Tôi cho rằng là với cái mức tăng trưởng hiện tại của MB ấy, thì Finbit vừa mới nới cái định giá MB lên. Và tôi cho rằng là tính từ cái chỗ thị giá này thì MB đến cuối năm nay nếu không có gì thay đổi, tức là thì MB phải cao hơn chỗ hiện tại khoảng tầm 15-20% nữa thì mới xứng đáng chốt lời của cái đầu tư dài hạn. Tại sao nó không gì thay đổi? Là bởi vì là năm nay hoàn toàn hàm chứa khả năng MB lại còn tiếp tục tăng trưởng còn hơn cả năm ngoái nữa thì sao? Đúng không? Bởi vì cái đầu tư dài hạn nó hay ở chỗ đấy, tức là chúng ta cũng đi cùng với sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Và câu hỏi khó hơn dành cho các bạn là thế bây giờ bạn chốt tích sản MB thì bạn làm gì? Chốt tích sản MB xong rồi giờ em lãi 50% xong rồi em làm gì? Xong lại em lại nghĩ lại từ đầu là nếu mà là em nhá thì em nghĩ là nếu mà thực sự em đã tích sản đủ lâu ấy thì quan điểm của em sẽ như Warren Buffett, đấy là mình tích thì mình cứ tích thôi. Tại vì đã là tài sản thì nó tăng giá, đúng không? Thì vậy. Cho đến khi nào mà mình có nhu cầu mua nhà hay là một đúng cái rồi. Dự định gì thì, đó lớn trong đời thì lúc thì tại sao ông ấy lại trả lời như thế? Là bởi vì khi em bán một tài sản rất tốt của em đi thì em lại phải mất công đi tìm một tài sản rất tốt khác. Mà chắc gì có tài sản rất tốt hơn đấy, thế là rất là khó, đúng không? Tôi đang cho rằng là các bạn nào đang thích sản MB thì cứ yên tâm mà giữ. Năm nay thì vẫn tiếp tục sẽ tăng trưởng tốt. Trừ khi MB ví dụ năm nay giữa năm biết đâu sóng ngắn hạn tăng lên khoảng tầm 100%, 150%. Thì đúng là cũng phải rút ra và bán, làm ít chốt thì cũng được, không vấn đề gì. Có một bạn thì bạn ấy hỏi là cho mình số di động để đăng ký vào nhóm, thì thực ra là mình cũng đã pin và liên tục đăng cái phần link để tham gia cùng Finbit rồi ạ. Thì mọi người
Mọi người có thể kích vào link để sau đấy là team Finpeach sẽ cùng cùng hỗ trợ. Đấy, có bạn Duy Lê, bạn ấy rất tích cực anh thấy không? Bạn khen là MC đẹp trai quá. MC là Man City đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói đùa đấy. Tức là à đây có bạn nữa, bạn hỏi là MXG có mua tích sản được không? Thì anh bảo MXG cũng đang rất là tốt. Năm vừa rồi MXG có mức lợi nhuận, book lợi nhuận rất là tuyệt vời. Thế là các bạn nào mà đang muốn tích sản đầu ấy thì các bạn có thể múc luôn, làm ít MXG rất ổn. Đây. Cũng là dòng quân đội và nên nhớ năm nay dòng quân đội rất xịn. Rất xịn đúng không? Năm nay dòng quân đội khét. Các anh em thì hay đồn là sắp đến 30/4/5 rồi nên là dòng quân đội oanh nó khét. Khét. Dòng quân đội của nó đấy. Ví dụ như VGI của nó gọi là không thể khét hơn. Không biết thế nào để mà vào đúng không anh? Mua đây, là mua thôi. Các bạn nào mà cứ ngồi đi mồi và đoán đây. Đến đây xong rồi nó rung đến đây. Đấy, vỡ, 4 con quạ luôn. 3 4 con quạ luôn. Một phát lên đây gấp rưỡi luôn. Đấy. MXG cũng đang tích sản rất là tốt nếu mà gọi là tích sản nhá. Xin nhắc lại là MXG đang tích sản bảo hiểm quân đội MIG. Con MIG chứ. Đấy, bạn bảo là cổ phiếu họ Viettel thì à đây rồi, năm nay 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ anh ạ nên là cổ quân đội oanh nó gắt. Đấy thì MXG các bạn nào đang tích sản ấy thì trên chặt trading ấy thì trông không đẹp. Trên chặt trading trông không đẹp nhưng mà riêng với đội tích sản thì thôi, người ta cũng có quan tâm đến chuyện là một vài ngày đâu. Nên là bây giờ cho anh Tuấn Anh thấy một cái góc nhìn sức mạnh của cộng đồng nhé. Ừ. Đấy là nếu mà các bạn mà còn nhớ ấy, thì trước khi vào cái phiên live ngày hôm nay thì Finpeach có đặt một cái link khảo sát ở trên trên YouTube. Đấy là kịch bản nào cho VNX trong ngày thứ 2 tuần tới và ngày mùng 8 tháng 4. Thì trong đấy có 3 phương án là bật tăng lên trên cái đường MA20. Tiếp theo là giảm để đi tìm hỗ trợ mới. Và một cái kịch bản ít xảy ra đấy là một nến doji vừa đủ kill long short ấy. Thì chia sẻ với anh Tuấn Anh luôn là ban đầu ấy thì cái tỷ lệ mà các bạn chọn cái việc mà giảm để đi tìm hỗ trợ mới ấy, nó chiếm khoảng 40%. Và hai cái phương án còn lại nó rất là ít thôi. Thì tuy nhiên khi mà sau khi 1.500 người này được nghe anh Tuấn Anh bơm oxy, bơm cho động lực niềm tin ấy, thì bây giờ cái số lượng mà những người tin rằng là ngày thứ hai sẽ bật tăng trên đường MA20 nó vượt qua cả cái đội mà tìm hỗ trợ mới rồi. Nghĩa là để cho anh em thấy là thực ra cái tâm lý đám đông nó ảnh hưởng thế nào đến cái bầu không khí giao dịch đúng không ạ? Khi mà mọi người nghĩ rằng là thị trường giảm thì xác suất giảm nó cao. Thế nhưng mà khi mọi người tin vào cái gì đấy nó tích cực hoặc là nó bất ngờ đi thì biết đâu ngày mai các bạn sẽ được xem một cái pha gọi là cũng bất ngờ không kém anh Tuấn Anh nhỉ. Ví dụ như nếu ngày mai nhé, ngày mai mà thị trường mà xanh mà tăng ấy thì đề nghị ngày mai mọi người vào comment một cái comment ở trong cái video live này là cảm ơn anh Tuấn Anh hộ mình đấy, thì mình cùng sẽ kiểm chứng. Còn nếu mà nó không xanh như thế thì thôi mình cứ follow theo cái kịch bản đúng không anh? Bởi vì ít nhất là thì vào đây là mọi người được tiếp thêm sức mạnh, được tiếp thêm gọi là niềm tin để tiếp tục nắm giữ và gọi là chiến đấu với tạo lập. Thì chắc là xin phép được giải lao mấy giây anh nhỉ? Để trước khi đến cái phần gọi là phần khám cổ đi. Thì trước khi đến với phần khám cổ ạ, thì mọi người xin phép khoảng 15-20 giây thì để cho hai anh em uống nước. Và mọi người comment trước những cái mã mà mọi người muốn được anh Tuấn Anh tư vấn đi. Thì mọi người cứ comment trước đi ạ. Rồi sau đấy mấy anh em sẽ xem xét lại và bắt đầu bằng một vài những cái mã mà nó quan trọng. Rồi mọi người cứ comment đi ạ.
xem là mọi người comment đi ạ, xem là mã nào mọi người cần xem, cần hỗ trợ. Và mọi người lưu ý giúp là đây đến những cái giai đoạn thời khắc cuối cùng rồi, thì mong anh em ủng hộ cho video này bằng cách like, subscribe. Và ngoài ra thì nếu mà bạn nào có nhu cầu muốn được đồng hành cùng Finpeed cũng như anh Tuấn Anh thì mọi người có thể kích vào cái link đầu tư cùng Finpeed và sẽ có cái gói hội viên. Và khi các bạn kích vào thì các bạn để lại thông tin cá nhân, thì sẽ ngày mai phiên giao dịch đầu giờ sáng mai sẽ có một em gái trẻ đẹp của Finpeed alo cho các bạn để được hỗ trợ và đầu tư ạ. Nhân tiện chưa có thì có một câu hỏi của lại của Catchy và Chiu là review lại hai món quà được sống đi. Được rồi. Thực ra ở đây là không phải hai đâu, mà nó phải khá khá rồi, nhưng mà thôi gần nhất nhỉ. Thì chắc là trong tuần vừa rồi nhỉ, khỏe nhất chắc là DG anh nhỉ. Tuần vừa rồi mình có trêu anh Tuấn Anh, đấy là mọi người thì nghĩ về VN Index, thế em thì chỉ có VN Index thôi. VN Index. Nghĩa là cảm giác là dạ, nhưng mà em hỏi thật nhé, có phải anh Tuấn Anh có chung cảm quan này không? Nghĩa là trong một trạng thái thị trường ấy, mà có một vài cổ phiếu nó khỏe hơn và nó leading, và khi mà nó còn, thì nghĩa thị trường còn, anh Tuấn Anh có đồng quan điểm với cái điều này không? Chắc chắn. Và nên nhớ là thị trường trending ấy, nó không quan tâm đến các mã đồng đều đâu, nó chỉ quan tâm đến những thằng trend mạnh nhất thôi. Và để mà kin được một con VN Index nói chung, mà kin một con VN Index trending ấy, nó rất là khó. Bởi vì là em nhìn thấy rằng là trên bảng điện tử mà còn mã màu xanh cứng, hoặc là mấy cái mã màu xanh cứng, là tất cả giờ hội trending nó sẽ dồn hết cái con mắt của chúng nó về góc đấy. Cái hội nó đã tích cực đấy. Hương hiểu không? Tức là cái hội mà nó đã tích cực thì nó chỉ đi săn cái hàng tích cực thôi, và nó vón cục ở trong cái hàng tích cực đấy. Thế nên là trong tuần vừa rồi thì thực ra DG thì nó cũng không vấn đề gì cả. Thực ra thì mấy cổ đông DG chỉ mong rằng là index bình thường, thì mày đừng ốm. Mày đừng ốm là tao đi thẳng luôn đấy. Nhưng mà cuối tuần thì công nhận anh em bên thị trường chung nó bị vã một quả cay quá. Chứ không thì DG phải vượt rồi. Nhưng mà phải nói thật là công nhận tuần vừa rồi hơi tiếc một chút xíu là không đóng thẳng lên được luôn. Đấy. Còn bây giờ thì phải nên nhớ là dư địa của DG đang là cao hơn hẳn so với đỉnh tháng 9 một khúc. Anh cho rằng là tuần tới thì hoàn toàn có thể chính là dòng bất động sản lại là cái dòng mà lúc trước là để lại là anh em mất máu nhiều nhất là dòng bất động sản ngày xưa ấy. Thì bây giờ có khi máu lại trở lại. Máu lại được bơm đúng không? Vì ngay sau DG thì tuần vừa rồi chúng ta được chứng kiến một cái pha cuối tuần của Novaland. Novaland à? À, rồi nãy có bạn cứ comment hỏi là không biết Novaland có phải món quà cuộc sống không? Này không đúng không? Thì bây giờ thôi thì cùng xem nó có phải món quà không ạ? Novaland của anh đang nó bị cái bảng giá kia nó hơi lỗi thì đây. Novaland đây. Đây rồi. Thì Novaland ấy nó có một cái điểm hay trong cái phiên cuối tuần, là nó break, thứ nhất là nó break chéo. Các anh chị thì đang kể là break ngang đúng không? Ừ, nhiều người thì bảo là break xịt đấy. Break xịt, nhưng mà nên nhớ nó break chéo thành công rồi, bằng hai cái phiên vol cực to là phiên này và phiên kết thúc phiên retest rồi. Nên là cái này nó hàm chứa một câu chuyện là tuần sau sang tuần mà khởi phát súng mà Novaland vượt đỉnh. Thì ít nhất chúng ta đang có một cái dư địa Novaland lên đến khoảng vùng này. Ngang đỉnh. Chưa. Và cái form của DG đang là form tốt hơn Novaland rất là nhiều. Bởi vì DG nó là trên đỉnh tháng 9. Nhắc lại nhá, trên đỉnh tháng 9. Nhưng mà nhìn ra góc thịt thì nếu như mà anh chọn lựa đánh, anh sẽ đánh DG chứ anh không đánh Novaland. Đấy, bởi vì anh thích cái dòng bay ở trên này chứ anh không thích cái kẹt ở dưới này. Nhưng dù sao có một người bạn người bạn cùng ngành cũng hơi tích cực một tí thì cũng tốt. Thực ra có một cái nhận định trong thời gian gần đây mà có vẻ nhiều trader họ đang nhìn, đấy là có cảm giác như là các cổ phiếu bất động sản đang là cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong giai đoạn này. Thì anh Tuấn Anh thấy thế nào? Dẫn dắt hay không thì ra là anh nghĩ là mọi người nên hiểu theo cách này thì đúng hơn này.
Cái từ dẫn dắt thì tôi không hiểu là mọi người đang đặt dựa trên cái cơ sở gì nhá. Nhưng tôi đang rất quan tâm đến chuyện là tính toàn cục. Chúng ta phải nên nhớ nhắc lại nhá. Toàn cục là chúng ta đang đi mua cái cửa rằng là index ở trong cái khu vực trending. Đúng không ạ? Chúng ta nên nhớ cái lập luận này. Và khi mà thị trường trending ấy, thì thực ra các cái nhóm mà trending mạnh nhất sẽ được quay trở lại. Ví dụ như là những cái nhóm mà chúng ta đã từng nhớ tên là bất động sản đúng không? Là chứng khoán, là thép đúng không? Và nếu mà điểm mặt gọi tên như vậy thì có vẻ như là setup của bất động sản ấy nó có nhiều dư địa để tố láo hơn. Đúng rồi. Là các cái ông như kiểu chứng khoán. Vì thử nói chứng khoán trước nhá, bởi vì ví dụ như chứng khoán chúng ta phải nên nhớ là chứng khoán tăng từ đáy đến bây giờ cũng nhiều phết đấy. Cũng không ít đâu, nhiều phết đấy, tính nhiều rồi mà anh. Chứng khoán đấy, giờ là ăn được quá nhiều rồi. Tăng từ đây là 200% rồi đấy. Một gấp đôi rồi đấy. Thế nên là trong khi ông bất động sản thì đang dò dẫm ở phía dưới này, nên là cái phần mà đuổi theo của cái bất động sản thì nó còn tương đối nhiều. Chưa rồi. Bây ông giờ thép thì là ở bên trên đúng không? Ông thép thì cũng là phía bên trên. Thế nên là ông thép thì cái việc mà thép ví dụ Hòa Phát chẳng hạn như thế thì cũng có cửa. Thế nên là anh nghĩ quay lại trở lại cái câu hỏi mọi người rằng là nếu mà mọi người hỏi rằng là có lít không ấy. Anh Tuấn Anh ơi, 1.600 mắt rồi. Rồi. anh vất vả rồi. Rồi, như lời hứa với cả các bạn nhá, là nếu mà có 1.000 đủ 1.600 thì anh Tuấn Anh bắt buộc phải tìm ra một món quà cuộc sống. Ok ạ, à, anh Tuấn Anh vẫn nhớ nha. Mọi người cứ giữ cái trạng thái này thì anh Tuấn Anh bây giờ là áp lực ngược lại cho Tạo Lập đúng không ạ? Là Tạo Lập bắt buộc phải tìm ra một mã trong tuần giao tăng, mà không tăng thì lần sau mất uy tín, không gọi món quà cuộc sống nữa. Đấy, bây giờ cố like đến 12 giờ đêm để tìm ra. quay trở lại một chút anh Tuấn Anh ơi, là bất động sản thì còn mã nào mà mọi người muốn xem nhỉ? Trước khi chuyển sang các mã khác ạ, mọi người còn muốn xem mã nào nhấn đây? Em thấy có một bạn ấy hỏi là HDG, giá các bạn ấy mua là 29.5. HDG. Đấy, cái HDG cái gì mà anh đã vẽ thì chắc anh vẫn đang để lại ở đây. HDG, thôi đi, nhân tiện lấy HDG làm món quà cuộc sống luôn cũng được. À, đấy. Anh em lưu ý nhá, đây có thể là món quà cuộc sống trong... Có thể đấy nha. Có thể đấy ạ, chứ không dám chắc ạ. Rồi nhá, cùng với gì chúng ta phân tích trên index vừa rồi nhá. Thì trên index chắc bạn nhớ cái kịch bản tôi nói mua trên index rồi đúng không? Tức là soi cái chặt 1 giờ đúng không? Thì trên cái chart này thì chúng ta thể thấy rằng là nếu để phân tích điểm mua chính xác nha, bởi vì bây giờ chúng ta hơi căn ke một tí, bởi vì thị trường nó đang nhân tiện các bạn đang tiêu cực mà, thì mình cũng căn ke một tí. Căn ke một tí. Đúng không? Thì ví dụ như là HDG trên chart 1 giờ mà về đến khu vực 27.5 thì tụi anh sẽ canh cái phân kỳ ở đây. Canh cái phân kỳ ở đây để mà mua HDG. Và khi mà HDG về đây mà đi được theo cái bộ như chúng ta phân tích ở trên VN Index, tức là đi cái bộ như kiểu lên đây, xuống đây, xuống đây thì lên đây, xuống đây, thì ở cái đoạn sau này chúng ta sẽ mua ở cái đoạn sau này, tức là sẽ mua cái đoạn này. Khi mà sau này nó phân kỳ từ điểm 5 lên trên thì chúng ta sẽ mua ở cái chỗ này. Thì có thể là HDG sẽ xuất hiện cái điểm ở trong tuần này. Đấy. Bằng cái cách là đi về đến đây 27.5. Đấy, ở khoảng đoạn tầm đấy từ 27x, khoảng tầm là 27.4, 27.5. Nhưng mà thế thì với một bạn mà bạn ấy đang mua cái giá 29.5 thì bây giờ bạn ấy hành xử như nào anh? Bởi vì thực ra 29.5 và xuống 27.5 là cũng tương đối là sâu đấy, phải chịu lỗ khoảng một cây sàn, hơn một cây sàn. Anh em thì quay lại phân tích cái điểm mua của bạn đã đúng chưa? Ừ. Thì trước khi mình nói chuyện đấy thì mình phải phân tích đúng chưa? Nếu mà bạn ấy mua ở cái phiên mua đúng là mua phiên này đúng không ạ? Vốn to này. Ừ. Cuối phiên này, vốn to. Rồi. Và mua kể cả 28.5 thì vẫn là đúng. Rồi. Không có vấn đề gì cả. Rồi. À, rồi nhá, bạn ấy có thể lên đây và bạn tưởng đây là retest. Ừ. Thì bạn có thể mua phát 2, mua đâu đây đi, không cần mua thấp nhất nhưng mà cũng phải mua ở khoảng tầm 28 vẫn ok, không vấn đề gì cả. Đúng không? Và điểm 3 là mua vượt đỉnh.
Điểm 3 là điểm 3 là mua vượt đỉnh thì chúng ta chưa thấy có một cái chưa pha có, mua vượt đỉnh. Chưa có. Thế nên là hai điểm mua hợp lý nhất là hai điểm mua ở phía dưới này. Ừ, còn đó đoạn 28. Bây giờ thì do là mình đang hỏi về món quà cuộc sống mà mình đã vào đâu. Thế nên là cái việc mua ban nãy, chỗ ban nãy anh nói thì cũng hoàn toàn là hợp lý. Nên là mình mà pha vào hợp lý. Được. Món quà này thì là món quà mà mang tính chất là nếu mà theo phong cách của anh nhá, đây vẫn là món quà mang tính chất thủ cao. Ừ. Chứ nó không phải là dòng chuyên công. Đúng rồi. Tại sao anh nói là chưa dám chọn? Bởi vì anh trong đợt này thị trường trend ấy, anh là người rất là máu chó. Ừ. Có nghĩa là anh không thích cái dòng thủ. Anh thà là lỗ 5-10% để anh đi mua cái cơ hội lãi to. Chứ anh không như kiểu năm như kiểu mấy tháng này là anh sẽ không đánh thủ. Anh sẽ không thêm vào cửa đánh thủ. Rồi ạ, mọi người ghi lại kịch bản HDG này nhá, để xem là có đúng là lên đến nó bật được xuống 27.5 và xong rồi nó bật lên như anh Tuấn Anh nói. Thôi, cái này chưa tính được món quà cuộc sống anh ạ. Chưa, thôi. Bây giờ hơi thủ. Review tiếp. Mọi người có thể nốt lại con này cũng được, nhưng mà là coi như là anh đang muốn tìm với mọi người một con hàng chiến hơn. À, thế thì xem nốt bất động sản một chút đi anh ạ. Các bạn hỏi hai mã là Nam Long, NLG. Nam Long thì như nào? Nam Long thì có sao đâu nhỉ? Nam Long thì chẳng có vấn đề gì cả. Chính trên form to thì chúng ta đang có là cửa đây là lên này đúng không ạ? Đây là sideways được không ạ? Và đây là chúng ta đang có break mới. Thì kể cả nó có dư địa về đến retest đỉnh cũ, ngang đỉnh cũ ở đây 39.399 cũng là bình thường, không có gì. Và phiên break vốn rất to đúng không? Đấy. Tương tự như quả kia thì cái việc mà chúng ta gặp trường hợp của Nam Long khi mà retest ABC về đến 41.418 thì cũng là bình thường. Không có gì là quá là lạ lùng ở đâu các bạn, bởi vì chúng ta có break vốn to này. Điều chỉnh cả khu vực này vol sideways vol nhỏ dần, không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Thêm nhưng mà như thế là nhìn thấy là bất động sản đều đang ở cái vị trí gần giống nhau, em thấy không? DIG cũng đang ở vị trí trên, nói chung là đều đang ở cửa Nam trên Long hết. Nam Long thì yếu hơn một chút, đích thì đã vượt cái đỉnh tháng 9 rồi, còn Nam không, Long thì Nam Long vượt đỉnh 9 à, vượt đỉnh 9 mà có vẻ như đích chỉ đi thanh thoát hơn. Novaland thì mới đang chậm nhất, đang lag nhất. Tính ra Novaland anh em muốn làm món quà cuộc sống nhưng có vẻ cũng vẫn hơi yếu nhỉ? Hơi yếu. Có phải vượt qua cơ. Thế còn đất xanh nếu thì sao mà anh? Vượt qua thì ra là mua cũng được. Đất xanh thì như đất xanh thì nó có một cái tháng 9 ở đây nó bị cộc đầu. Đấy. Cái phân biệt của chúng ta nên nhớ là nó cộc đầu tháng 9 hay không. Đấy, thì bạn này đang tính là yếu hơn vì bạn ấy cộc đầu. Bạn cộc đầu vào cái đỉnh tháng 9 này. Đấy, thì nó bị thấp hơn đỉnh tháng 9. Thì còn yếu hơn đấy nhỉ. Ừ, nó bị yếu hơn. Bị đất yếu xanh hơn. Còn yếu hơn. Đúng rồi. Chắc là A. Có mấy cái bạn ở phía dưới. Anh nhớ là có mấy bạn CEO. CEO thì yếu nhất. Nếu nhớ đúng rồi, đấy, nhớ cũng nhờ CEO yếu nhất. Như là ở phần đường chéo bên nên dưới là, luôn nên nhỉ? Là nhớ rằng là phù thịnh không vừa suy, khoảng cách với trên này vẫn có vẻ yếu nhất. CEO nhá các bạn nhá, CEO yếu lắm. Thôi anh em bỏ qua đi. Có cái con của Shark Hưng. Sen. CRE. Úi dồi, yếu lắm. Thôi, thôi, xác sủng gì tầm này, đi tù hết rồi, chuẩn bị đi tù hết, bỏ. Các bạn, em thấy các bạn, các bạn bảo là TCH có xứng đáng là một món quà cuộc sống không anh? có, trông kinh. Trông kinh đúng không? Trông kinh, khét. TCH cũng ở chắc là phải nói là điên nhất tuần, chắc là được bầu chọn là điên nhất tuần vừa rồi đấy. DG trong lĩnh vực tài chính. DG trong lĩnh vực tài chính công nhận. Đây là trong một cái form rất thích là một form gọi là không về retail. Đấy, một form rất mạnh. Thì mình hỏi thêm một chút ạ. Tất cả cho lời. Các bạn bảo là TCH đẹp nhưng mà quan trọng là các bạn mua ở đâu mà bảo nó đẹp chứ, bởi vì nhìn như thế này là chưa thấy điểm để mua. Đấy, ví dụ như là mua break là người ta mua ở đây. Đấy, nghĩa là thực ra bây giờ lồi mồm hết rồi. Bây giờ chỉ mua được 30% danh mục thôi, giống như cái luật chơi hôm nay chúng ta nói, không phải danh mục xin lỗi, 30% của cái unit đấy, của đúng cái đơn rồi. Vị ấy thôi.
Thế thế này là em đồ rằng là anh em đang khoe lãi trêu anh Ừ, Tuấn đang Anh. đang trêu đang Đúng trêu không? Mọi người nói xem có đúng không? Mọi người đang trêu anh Tuấn Anh đúng không? Chứ còn thì cái trêu nhìn tặng con ai này thì thì biết đâu. mua ở cái điểm nào? Cũng không có điểm nào để mua. Tiện đang xem một số mã liên quan đến tài chính thì anh Tuấn Anh có thể xem mấy mã như kiểu Tóm là lại là bất động sản mà lại xem là khá là sắc nét, sắc nét đúng không? sắc nét sắc nét. Nhưng mà mua thì cũng chưa chưa được cái nào, có chăng là có Hà Đô thôi, nhưng mà Hà Đô thì anh Tuấn Anh đang bảo hệ thủ. Thì tôi chuyển sang phần phần tài chính nhỉ, sang mảng tài chính nhỉ. Quay lại với món quà SHS lúc nãy anh Tuấn Anh định review. Đấy, SHS. Đây cũng là một câu chuyện rất thú vị nhá. Là hôm trước anh Tuấn Anh có đặt một câu hỏi là thì cảm giác của anh em khi mua break đỉnh rồi vôn to thì như thế nào đúng không ạ? Thì nói thật là đây em trả lời luôn, mua break đỉnh mà vôn to thì nó sướng. Nó sướng bởi vì kiểu nhiều anh em giống mình. Mọi người thử comment một vài mã chứng khoán đi ạ. Sau SHS sẽ xem một số mã thì anh Tuấn Anh thấy là cái Anh nghĩ là đà đi như NF nào? thì nó đang phải chịu được một cái quá trình ở đây, không không phải là bởi vì là không phải bởi vì chặt S. Nếu mà tính riêng chặt S nhá, thì thực ra nó chỉ xứng đáng chỉnh đến cái đóng cửa phiên Đúng ngày rồi, hôm đúng rồi. hôm thứ sáu là mắc của Ừ. đợt đợt chỉnh này. Cái ngang. Để ngang đây là đã maximum rồi, và nó về đến đến mắc này nó hơi sớm quá. Điểm mạnh của cái chart SS đấy là toàn bộ cái lúc mà cung ấy thì đều đều không bị xuống thấp, tức là cái vôn vôn rất thấp, mà lúc mà tăng thì vôn rất to, phiên giảm vôn rất thấp và tỷ lệ xanh rất là nhiều. Thế nên là cái dư địa của SSS nó chỉ có chỉnh như thế này ở đây thôi. Và tôi cho rằng là ngay ngày thứ hai là SSS sẽ có một lực cầu tương đối tốt và luôn SSS luôn. Đây là chuyện đối với chúng ta là chuyện hết sức bình thường của SSS nếu mà có cầu vào. Cái lo ngại của chúng ta không phải là chính SSS mà lại lo ngại từ đến từ những cái mã khác trong ngành. SSI. Không ạ, về để bởi vì ông về để ông bị vỡ cái chéo này một cách rất mạnh, và chúng ta nên nhớ là trong khi SS thì có những cái cây vôn tốt thì ông về đây có cây vôn rất tệ. Tất nhiên hôm sau thì nó đỡ tệ hơn, mặc dù xanh là xanh này xanh 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 đều bởi vì là xanh như một ngày đỏ lừ. Đấy. Thì SS thì là hiện tại đang là theo quan điểm của anh thì trong ngành chứng khoán SS đang giống như kiểu bông hoa lài cả mãi cứ trâu, đã lại là đẹp nhất, em đẹp nhất trong trong làng toàn người xấu. Ví dụ như là chặt Đây. SDI thì còn đỡ, tức là SDI khoảng tầm SDI hiện tại đang khoảng tầm được được 7 điểm, 6 điểm rưỡi 7 điểm. VND thì nếu mà chấm điểm ra thì được khoảng tầm học sinh học Thôi dưới trung tầm bình ấy. 3 điểm. Này phải học lại, Rồi tích lũy lại. thì Thế lại. bây giờ ví dụ học sinh giỏi như kiểu dạng FTS đi thì anh em như nào? STS thì thông báo các bạn là STS hôm hôm trước đóng cửa phiên hơi bị tệ bởi vì Quá là tệ đúng không anh? nó là giảm thấp nhất trong cả một cái khu vực cố gắng kéo lên này. Đấy, cái khu vực cố gắng kéo lên này và bị giảm thấp nhất. Và nên nhớ rằng là STS đang trade ở có vẻ như là kênh song song hướng lên. Và nên là cái việc giảm này thì nó sẽ đẩy STS vào một cái thế dành cho cổ đông hiện tại các bạn là các bạn đang phải chịu đựng là nó về cái kênh dưới này. Anh cho rằng là FTS đang về cái đường hỗ trợ dưới này. Đấy, thì các bạn nào đang có thì có thể kể cho mình cái đường hỗ trợ dưới nó khoảng tầm này. Đây nó khoảng tầm này. Đấy, đây nó khoảng tầm này. Đấy, thì tuần này thì anh cho rằng là FTS nó sẽ cái cách đi FTS lần trước ấy nó sẽ đi thành ba nhịp ABC. Tức là ở đây Hưng sẽ thấy là cách một cái con mà chặn đỉnh ấy, nó sẽ đi theo kiểu đi xuống đây, lên đây, xuống đây và nó sẽ được hỗ trợ ở cái ngưỡng khoảng tầm là 768 hoặc là 786, sau đó nó mới bắt đầu quay trở lại lên. Đúng rồi. Nhịp sau của nó lại tiếp tục sang một cái ABC khác, tức là đây biến thành A, đây biến B và đây biến C và nó về 1618 và đến đúng 1618 nó bật. Thì có lẽ là FTS để đang bắt đầu phải bước vào một cái nhịp chỉnh nhất định, và lần nhịp chỉnh đầu tiên nó sẽ tạm thời dừng chân ở cái khoảng tầm 55 mấy này. Từ tuần này thì có vẻ như FTS sẽ chỉnh thứ hai thứ ba và sau đó chiều thứ ba thì sẽ
có một pha rút chân lên luôn trước khi chúng ta được nhìn được xem là cái cách bên tay phải nó lên đến đâu, rồi mình mới biết được là cái cách đi tiếp theo. Dạ. Đây là bạn là có một bạn trường khoán BIDV nữa đúng không? Ừ. Là toàn học sinh giỏi. Đấy. Đấy, các bạn học sinh giỏi thì nếu mà xếp ra thứ hạng thì BSI chắc là học sinh giỏi nhất lớp hiện tại. Đúng rồi. Bởi vì bạn ấy cao hơn cây song song, bạn ấy FTS là ngang cây song song ở chỗ này bị thụt này, giống hình này nhưng mà lại thụt dưới này. Ừ. Xong khi BSI thì lại nằm bên trên này, thì BSI đang là học sinh học giỏi nhất lớp nhưng mà học sinh học giỏi nhất lớp bây giờ đã không có cầu vào. Tức là đã điều kiện để nuôi một con trend là phải cầu tăng liên tục. Đúng rồi. Thì BSI không, hiện tại đang không có cầu và rất dễ bị hụt xuống. Như là có cảm giác như là cái dòng chứng khoán đang không được thị trường nó ủng hộ nhiều không anh? Cái dòng này có vẻ nhìn sơ qua là học giỏi nhất còn không không ăn thua thì các bạn học dốt thì khỏi bàn luôn. Đúng rồi. Đấy là dòng chứng này, nghĩ là không thể nào tồn tại món quà cuộc sống ở trong cái dòng này được. Thế thì mình sẽ múp sang một cái dòng là ngân hàng đi. Anh Tuấn Anh có thể review lại con VIB đợt trước mà bảo là anh em món quà cuộc sống đúng không? VIB thì break ở đây, món quà cuộc sống nó xảy ra ở cái tầm này đó. Thì break thì nó đang ở break đẹp thì đang ở đây. Đúng rồi. Đúng không? Break đẹp đang ở đây. Và bây giờ đang về retest ở đúng cái chỗ này. Thì VIB vẫn sẽ tiếp tục, tôi nghĩ rằng ở đây vẫn sẽ tiếp tục là một cái cơ hội rất là tốt. Bởi vì là bản chất ấy, VIB vẫn đang là break, là chúng ta đang đánh ở trên pattern rất to. Ừ. Nên nhớ nhà break đang đánh trên pattern rất to. Hơn à. Một cái pattern là tăng, sideways và tăng. Rất uy tín. Thế thì cái pattern này nó cho phép chúng ta liều lĩnh trong cái việc là nếu mà entry các bạn đã tốt ở đây rồi, ừ, thì cái việc mà trong tuần này các bạn vào tiếp ở cái ngưỡng mà về retest ngang cái đỉnh này này rồi, là điều hết sức là bình thường. Đây là điểm entry 2 đúng không? Đúng rồi, điểm entry 2. Nhưng mà nó cho lỡ đây là đã bóng nó sống trước rồi, bây giờ mình chọn tiếp đây bóng nó sống thì có ăn ra đâu nhỉ? Thực ra là lần trước thì thôi anh em cứ nốt vào nhá, bởi vì thực ra lần này là cái điểm đoạn 22 điểm entry 2 của anh sẽ là điểm này. Là giá bao nhiêu anh nhỉ? 22 mấy? Điểm entry 2 của anh là giá 22. 22. Ừ. Thì có thể là và lần trước thì anh có đã vẽ sẵn một cái ABC ở đây rồi. Nhưng mà anh kỳ vọng ABC ở trên cao này cơ. Để bây giờ mình sẽ nhấc ABC xuống, không phải ăn gian nữa, bây giờ mình cập nhật lại. Nhấc ở đây xuống. Và chẳng qua chúng ta đang có cái A nó có thể tụt xuống đây, cái B ở đây và cái C ở đây chẳng hạn như, sao chúng ta có rung lắc ở đây. Thì anh cho rằng là đây là điểm entry tốt. Ừ. 222. 222. Anh chúng em có thể có xếp lại. Chúng ta vẫn có vùng cao đỉnh. Đấy. Vẫn tiếp tục là một cái cơ hội tốt. Có một bạn thì hỏi câu khá là cũng có vẻ nghe có vẻ logic ấy. Ừ. Thì bạn bảo là bạn ấy thấy dòng banh gần như là thủng hết MA50 rồi. Ừ. Thì anh Tuấn Anh đánh giá sao về dòng banh, thì không biết là dòng này có thể là tạo áp lực lên thị trường trong giai đoạn này không? MA50 đúng không? MA50. Khi mà đánh theo trend ấy thì cái việc đầu tiên phải nói thật là việc các bạn xem MA là đúng. Đây phải khẳng định như thế. Có một số người thì không biết thì dùng MA khi mà thị trường sideways thì đấy là cách dùng sai. Còn các bạn dùng đầu tiên phải khẳng định là các bạn dùng MA trong thị trường trending là đúng. Đấy. Và cái điểm nếu mà đã vào, nếu mà thật sự các bạn đang nói comment câu này mà bạn đúng là đứa con của MA thật, thì các bạn sẽ thấy là entry ở đây và bạn exit ở đây thì các bạn đã ăn được một cái lợi nhuận từng ngày rồi. 20 cứ cho 28 trừ bì đi chứ còn tầm 25% đi. Thì đã rất tốt rồi. Vấn đề đây có thật là bạn đánh kỷ luật theo MA50 hay không? Chắc là chúng ta không biết đúng không? Chắc là khó. Đấy, chúng ta không biết và chắc là khó. Nên nhớ rằng là cấu trúc thị trường nó sẽ thường là, nếu mà bạn nhìn thấy BID là một ví dụ, bạn sẽ thấy rằng là thị trường có giai đoạn này ăn rất tốt theo MA50. Sau đó xịt liên tục theo MA50, tức là đi sideways. Thì khi mà đi sideways làm ơn các bạn sẽ không đánh theo MA. Đi trong trend các bạn đánh MA, đến sideways bạn không đánh MA. Có nghĩa là gì? Cùng bài học đây nha, các bạn nhắc lên bài học đây. Có nghĩa là BID khả năng rất là cao là trong thời gian tới sẽ đi sideways. Và nó sẽ rung lắc dưới cái MA50 này luôn, và nó đi như thế này và nó tạo nền ở đây. Đúng rồi. Đấy. Thế nên là
khả năng rất cao xảy ra BID trong tình huống hiện tại là ít nhất nó phải tạo một cái khu vực đi sideways nhất định, có thể nó sideways nó thấp đến đây, cũng có thể nó thấp đến đây, tùy vào cái khả năng rút chân ở ngày thứ hai và ngày thứ ba. Sau đó thì nó mới xác định là khi nào sau này xuống vỡ đây cơ, thì các bạn mới chốt lời ở đây. Còn không biết đâu nó lại lên đây ra thì các bạn giữ hầu thoải mái. Em thấy mọi người hay chia sẻ nhau một cái thần chú, đấy là nếu mà xác định là thị trường ở trên ấy, thì lần chạm đầu tiên của MA 20 hay là MA 50 đấy là không chết. Đúng. Đúng không? Đúng rồi. Nó có sẽ có pha rũ trên cái đường MA đấy. Nghĩa là thực ra như BID nếu mà nói góc nhìn như anh Tuấn Anh bây giờ ấy, đấy là cái lần chạm trong tuần vừa rồi là không chết, nghĩa là có thể là sẽ là chuyển sang sideways. Đây, một cái ví dụ gắt nhất của việc đấy, đây là lần này BID cũng vượt đỉnh lịch sử nha. Rồi. Vô đợt lịch sử đúng không ạ? Và cái chỗ này BID đang lên rất là tốt, sau đó BID cắm một phát vỡ đường MA 50. Thì bây câu hỏi là vỡ xong thì bạn làm gì? Thì nếu vỡ xong mà phát bán luôn chỗ này thì đấy là đúng là chuẩn theo người theo đánh theo nhắm mắt đánh theo MA 50. Nhưng mà thực ra không, cái cách đấy không đúng, mà cái cách là chúng ta phải hiểu rằng là đây là một cái khu vực sideway và nó chỉ vỡ chính thức khi mà lần sau thôi. Đấy, quả vỡ sau này mới là chính thức này. Đấy, chứ không phải quả vỡ đầu là chính thức, quả vỡ sau mới là chính thức. Còn cái quả này vẫn có cái cửa hồi, biết đâu lên đây nó lên đây thì sao. Được. Nên là thà là bán rẻ hơn ở bên tay phải này còn hơn là bán non ở bên tay trái. À, các bạn còn quan tâm banh nào nữa không ạ? Thì các bạn có thể comment chắc là com xem. Trong cái phiên hôm vừa rồi thì có thấy lạ lùng là phiên thứ 6 hơi lạ với Vietcombank. Thực ra phiên thứ 5 Vietcombank cực kỳ tốt. Và Vietcombank đang rất tốt ở phiên thứ 5 nhá. Đấy là đóng một phiên cuối giờ tăng full lực. Đấy, gần như full lực tăng 2% thì anh nhớ như thế. Đấy, thì Vietcombank này vẫn đang hàm chứa một cái còn nguyên một cái khả năng là Vietcombank sang tuần phi lên luôn. Đấy, thì nếu như các bạn nào mà thấy Vietcombank sang tuần sau mà cao hơn cái giá này. Đóng cửa nhá, đóng cửa cao hơn 97. Hoặc là có thể có một cái entry Vietcombank rất là tốt ở trên giá 97. Thì cũng thực ra cũng là một cái điểm mua mà gọi là đẹp. Mọi người hỏi MB anh ơi, MB và Techcom. MB thì không tích cực. MB thì có một câu chuyện là MB thì một là thứ nhất ấy thì đương nhiên rồi, nó hơi lồi lên đỉnh lịch sử. Đấy, nhưng mà MB thì có một cái vấn đề là MB cái phiên thứ 6 rất là lạ. Đáng nhẽ ra MB không được có phiên thứ 6. Phiên đây này có thể coi là phiên tối đa của khu vực giảm. Đúng rồi. Và không hiểu sao lại thừa ra cái phiên này. Đấy, thì cũng có thể rằng là chúng ta phải theo dõi tiếp xem là đầu tiên đấy là cái mà anh gọi là lạ, cũng chia sẻ luôn để mọi người hiểu anh hơn. Đấy là cái anh gọi là lạ có nghĩa là anh luôn luôn có một cái kịch bản trung tính trong đầu. Thì nếu như mà kịch bản mà trung tính đấy bị vỡ thì có nghĩa rằng là bên nó giống như ở bức tường thành ấy, bên cung nó đang mạnh hơn so với anh nghĩ. Và anh sẽ phải ngồi nghĩ lại xem là tại sao cái cung này nó lại mạnh như thế và mình theo dõi tiếp. Tại vì sắp đến chiến thắng Điện Biên Phủ anh ạ. Đạn dược nó nhiều. Thì anh nghĩ rằng là đây chỉ là sideways thôi. Và cũng có thể chúng ta sẽ được chứng kiến luôn thứ 2, thứ 3 này. Chúng ta sẽ được chứng kiến cầu ở phía dưới của MB. Ở cái phần ở phía dưới này. Anh cho rằng là chúng ta sẽ được chứng kiến sớm cái cầu ở phía dưới này. Và nếu mà nó phân kỳ thì đây là một cái pha đánh ngắn MB được. Nếu mà là nó là phân kỳ nhá, tức là phải có một cái sự phân kỳ xảy ra thì đây cũng là pha đánh ngắn. Không phải pha đánh dài, nhắc lại nhá, đây là pha đánh ngắn. Cái biên đánh ngắn này thì nó là biên từ đây lên đến bên trên này, tức là 11%. Đây là một cái pha đánh ngắn được. Là ăn thắng được mã ngân hàng đây. Khoảng độ 10% là cũng tương đối đấy. Là cũng là ok đấy. Đây là sẽ là một cái pha đánh ngắn nếu mà ở đây cả phân kỳ ở khu vực giá khoảng tầm 226. Thế thì mình xem nốt một mã ngân hàng cuối cùng mọi người quan tâm là Techcombank nhỉ. Techcombank đợt trước cũng tương đối là chiến thần. Có một số mã bên DNA là cứ bị lỗi là hiểu. TCB kỹ thương.
TCB thì nó bị một phát một series luôn. Nói chung đánh đánh kiểu Techcombank cũng tương đối là giai đoạn sau cũng tương đối là láo đấy. Cái đoạn này thì chúng ta gặp cái hỗ trợ cũ và là kháng cự mới, kháng cự trên vùng này, thế là cái chuyện mà Techcombank thì bây giờ nếu mà anh đang trade Techcombank ấy thì anh sẽ chắc chắn là điểm mua là anh sẽ phải dừng lại rồi. Không còn cái form nữa. Lý do vì chúng ta phân tích như này cho dễ hiểu này. Giống như từ đầu giờ chúng ta nói câu chuyện là trending này, đúng không ạ? Chúng ta nói câu chuyện sideways đúng không ạ? Chúng ta nói câu chuyện sideways ở đây đúng không ạ? Hưng rất là nhớ cái khung này đúng không ạ? Cho rất nhiều đến cái form này. Rồi. Thì sau khi lên đây thì cái đoạn lên đây nó đã trả hết. Cái đoạn trending sau nó đã trả hết cái đoạn đúng này rồi. Và chúng ta thấy rằng là cái hình này là hình cân đối và đây là gần như là exhausted cầu nó chỉ lên kéo lên đây là đã tối đa, thế nên là về tương lai ấy thì có lẽ là Techcombank cần một cái khu vực điều chỉnh nhất định để gọi là tiêu hóa, anh hay gọi là tiêu hóa, cái từ ngữ là tiêu hóa hết cái đợt tăng, hai đợt tăng rất là hoành tráng này của Techcombank rồi. Anh sẽ không chọn Techcombank ở trong đợt này, thà anh chọn kiểu VIB, nếu mà thế nên anh chọn VIB vẫn sáng cửa hơn. Thì có một bạn từ đầu đến giờ bạn cứ hỏi mã HVN đúng không ạ? Có bạn Tùng Thanh HVN, bạn ấy hỏi khá là nhiều, thì thực ra HVN tuần vừa rồi cũng là một cái lựa chọn cực kỳ tích cực ấy nhỉ? Rất là tích cực đấy. HVN tuần vừa rồi là nhìn, rất là tích cực. Gọi là mặc dù là hạn chế giao dịch thôi nhưng mà gọi là diện cảnh báo thôi mà, nhưng mà đấy, HVN là một cái form rất là tích cực. Ổn áp luôn đúng không? HVN lý do duy nhất mà Finpeed tuần vừa rồi không vào là bởi vì là Finpeed có một kỷ luật rất là cứng về về câu chuyện rằng là các cái công ty mà không đạt được cái tiêu chuẩn về cơ bản. Chứ nếu mà về technical, về kỹ thuật nhá, thì HVN chắc chắn là một món quà cuộc sống của tuần này. Nhưng mà đấy, vấn đề lại là con nhưng này mà bây giờ vấn đề là vấn đề là anh Tuấn Anh cứ bảo món có cuộc sống nhưng mà có điểm mua hay không, chứ nhìn này làm sao mà có điểm mua được. Có chứ, anh cứ múc thôi. Bây giờ? Ừ, múc luôn. Ngay bây giờ? Ngay bây giờ luôn. Không, bây giờ làm sao anh múc được? Vì ngày bây mai giờ chứ. Ngày mai nhờ. Nhưng anh vẫn múc. Anh em có thể lưu vào HVN. HVN cũng là một mã đáng để gọi là dành khoảng 10% năm anh Tuấn Anh nhỉ? Có thể nhỏ nhẹ như thế. Nhưng tuy nhiên thì thôi thì anh đã dành tình cảm HVN rồi thì có thể cho mọi người cái điểm stop loss và điểm take profit cho tuần này mà. Vì mọi người lưu ý ạ, HVN có thể là món quà cuộc sống trong tuần này nếu như mọi người không ngại cái việc là nó là cổ phiếu có vết. Bình thường thì anh sẽ không vào cái cổ phiếu mà có cái cơ bản không tốt. Tuy vậy thì trường hợp HVN thì nó lại có một cái điểm cộng, đấy là dù sao đấy là con cưng quốc gia mà thì được không thể chết đấy, thì không được, thể hủy niêm yết được. Được bảo vệ rất là tốt thì cơ bản thì có thể được cân nhắc hơn. Bạn Xuân Hiếu cập nhật cho anh em là MU một điều rồi. À dạ, rồi có kinh, chuyển kinh, biến có chuyển kinh, biến kinh 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 tôi à. Tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao các fan MU có thể thiên định được đến thực vậy. Thực ra các bạn lưu ý ạ, mã HVN này thì cũng có thể là một món quà cuộc sống trong tuần tới. Thế nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có một vài vấn đề về cơ bản nên là mọi người cân nhắc. Thực ra có anh một mã mà em muốn hỏi anh Tuấn Anh không biết có phải món quà không, thì đấy là HAG. HAG HAG hay nhỉ? Hay đúng không? Hay rất hay, rất hay. có thể chứ, hoàn toàn có thể. HG break chéo rồi này, thiếu một tí break chéo vẹo này nữa thôi, đúng không? Thiếu một chút. Đi cái HG hay đấy chứ. Nếu mà như anh ấy thì anh cứ đánh trên cái nến này thì anh sẽ mua luôn thôi. Chẳng có vấn đề gì cả. Đấy, anh thì đánh quá đơn giản. Thì tuần này anh em sẽ, vì nó lên qua 1800 mắt lúc nãy rồi, thế nên là tuần này có hai cái con mã mà thế bắt đầu. Thế nếu mà thế thì anh sẽ bỏ
bỏ bỏ HVN, bởi vì HVN nó vẫn hơi tà đạo quá. Hơi tà đạo đúng không? Thực ra HAG em thấy nó cũng tà đạo không kém anh ạ. Ừ, thế. Thực ra nếu mà HAG nếu mà rất là chân thành vào nói thì HVN còn đỡ tà đạo hơn. Tà đạo hơn. Tự nhiên lại thấy nó đỡ tà đạo hơn đúng không? Nhưng mà mọi người, một là mọi người có thể cân nhắc ạ. Ở đây Finbit không có chức năng khuyến nghị mọi người trên livestream, mà chỉ là dành cho mọi người một cần chú ý là chú ý. Tuần này có hai mã bắt đầu bằng chữ H, giống như bắt đầu bằng tên em vậy anh. Là HAG và HVN mọi người nhé. Mọi người có thể lưu vào để kiểm chứng, hoặc là có thể mua. HAG thì anh sẽ mua ở vị trí cao. Thì anh không giống như mấy con mà đại chúng ta bàn, ví dụ đâu như đó VIB. trên 13 VIB thì chúng ta nói chuyện mua ở vị trí thấp, còn HG thì anh rất muốn mua ở vị trí cao, trên 13, ví dụ như là kỷ niệm sinh nhật anh chẳng hạn, 13 năm 13 tháng 5 đúng không? Đấy, mọi người có thể có hai mã để tham chiếu là HVN và HAG mọi người nhé. Mình ở đây không có sự gọi là may rủi đâu, nhưng mà hai mã này thì thực ra là khá là tốt, nhưng mà nó đều gặp một vấn đề chung là thứ nhất là HVN thì là do cơ bản của Vietnam Airlines cũng đang gặp vấn đề. Còn riêng HAG thì thực ra là chắc là mọi người mà trading lâu thì cũng sẽ biết là HAG nó cứ thế nào ấy. Nó lên thì nó HAG nó là cả một sự thử thách. nó cũng hơi gì đó, nhưng mà thôi thì vì mọi người thông cảm là trong giai đoạn khó để mà tìm được một cái mã mà căn bản một chút thì để có dư địa tăng thì giai đoạn này nó hơi khó. Có một bạn ấy vừa comment là thực ra còn một H nữa cũng có thể là món quà, là HPG. Rõ ràng HPG thì thực ra anh có chia sẻ rồi đấy, nếu mà anh muốn chọn một cuộc sống ở mức an toàn ấy thì nó dễ lắm. Nếu mà để chỉ để show diễn thôi thì nó quá đơn giản. HPG thì nó là ngang đáy, và tuần này nếu mà có cửa bật thì HPG cũng sẽ bật ngay ở tại đây. Bật ngay ở tại đây luôn. Tại vì thực ra em thấy là cái nến của HPG ngày thứ 6 vừa rồi ấy, là nó kỳ quá. Vì rõ ràng là đã giữ được trong một khoảng thời gian tương đối rồi, thế mà không cố được thêm một tí cho nó khỏe không anh, mà lại nằm kiểu đoạn dưới ấy, nhìn nó mất hết thiện cảm. Không sao đâu, bởi vì thế này này, thế nên bữa nay anh dặn mọi người rồi đấy, tức là cái vấn đề ấy là cái điều kiện cần của nó là phân kỳ. Nên là cái form HPG hiện tại đang lại là form rất dễ phân kỳ. Đúng rồi, trên chặt 1 giờ nhá, rất dễ phân kỳ ở chỗ này, tức là HPG có thể lên đây xuống đây, lên đây xuống đây, lên đây, thì cái form này chỉ cần một tí nữa thành phân kỳ rồi. Nên là HPG nếu mà là món quà cuộc sống, nếu bạn chấp nhận thì cũng được. Để HPG là món quà sống ở chỗ này. Nhưng ở chỗ này nhá, nên nhớ chỗ này và cái điều kiện của nó 96 đúng không? Rằng là chúng ta phải thấy có phân kỳ ở đây. Đấy, thì HPG là... Sao tự nhiên hôm nay lại tự nhiên thế nào? Cuối cùng lại toàn tự nhiên nói toàn hát đi nhỉ? Hưng nghìn đách đi nhỉ? Hôm nay là trợ lý phím ngược lại cho giáo sư. Nếu mà đã xem dòng thép rồi ấy, thì chắc là anh Tuấn Anh cũng xem luôn con NKG cho anh em yên trí, để xem là thực sự dòng thép nó có phải là một cái gì đấy trong tuần tới không. NKG thì cái cuối phiên cũng bị đấm như mấy bạn kia thôi, đương nhiên là cũng bị đấm giống nhau thôi. Thì bây giờ cái hỗ trợ của NKG rõ rệt nhất thì nó rất là dễ kẻ ở đây. Và cái form của NKG cũng là một cái form mà lập luận chung giống như các cái form Hòa Phát hay các cái form kia thôi. Đấy là một cái form mà lên này, sideways. Nhưng nên nhớ ấy, form NKG là sideways ở vùng rất là cao, tức là cầu phải nói là rất là khỏe. Tức là đáng nhẽ sideways nó không cần cao thế này, sideways đáng nhẽ sideways ở đây thôi đã đủ ok rồi. Đây sideways hẳn tít trên cao luôn. Cái việc mà nó về test ở đây thì nó là chấp nhận được. Form này có NKG có một cái cây vôn rất là to xanh nữa ở khởi động đợt tăng này. Thế nên là anh cho rằng là NKG cũng giống như HPG sẽ có một phiên khởi động luôn vào chiều ngày thứ hai luôn. Nghĩa là anh em tối đa nó NKG chỉ giảm xuống đến khoảng tầm 23.7. Anh em lưu ý nhá,
ngày mai, mặc dù là một ngày mà mọi người mọi nghĩ người, là mọi sẽ người xấu, nghĩ xuống nhưng sẽ là một cái ngày mà có đôi khi là sẽ có rất nhiều cảm xúc trong vòng ngày mai đấy. Ngày mai chúng ta cũng cùng nhau xem là chúng ta sẽ gồng với xem đội, xem đội, xem đội tạo lập xem là cái khả năng các bạn đánh láo đến đâu. Không, để em nghĩ là thực ra phải là để xem ngày mai các chuyên gia chứng khoán bảo là nó về 1180 thì nó sẽ về như thế nào. Chứ còn nếu mà bảo là ngày mai rũ như Finbit view thì bình thường, tầm thường. Đúng rồi. Thế thì chắc là xem với cả nhân tiện các anh có mà rũ được thì anh rũ hộ luôn cả US30 với cả đúng rồi nghĩa là đạp thì đạp xuống hẳn một lần đi cho anh em nghỉ chơi chứng khoán, nghỉ đầu tư chứng khoán cho nó nhanh, đỡ phải rền rứ nhau. Okay. Thì có một mã nữa liên quan đến ngành vật liệu mà anh em rất quan tâm là gạch anh ạ. Thì không biết là gạch đang đi về đâu, nhưng mà em nghĩ là gạch thì thực ra là cũng vẫn ok mà, không đến nỗi xấu tệ quá. Đúng rồi, gạch thì đã dặn cho anh em rồi, tức là nó break day, con gạch này nó bị cái là cộng đầu tháng 9. Cái đây cái form khá là kinh điển của đợt vừa rồi, đấy là form có cái cộng đầu tháng 9. Nhưng mà cái điều đó, cái cộng đầu tháng 9 này nó cũng không ngăn cản cái chuyện là ngày mai sẽ có cái cầu ở phía ngay ở khoảng tầm 23-25 này. Để bởi vì đây là hỗ trợ chéo mà. Thì nó gặp 23-25 này ở đây, hỗ trợ chéo này rất là mạnh ấy, bởi vì nó hai hỗ trợ chéo hội tụ luôn. Hội tụ ở đây nên là cái cầu 23-25 rất là mạnh. Cái việc mà sau này gạch đi kiểu sideways ở khu vực này sau nó giải quyết xong rồi nó lại lên đây là rất là bình thường ấy, nhưng mà nó sẽ mất cửa thời gian cửa cao, nó mất thời gian, mất thời gian đấy. Mất thời gian rồi. Thế đấy chính là lý do tại sao tuần này chúng ta có ít món quà cuộc sống là bởi vì như vậy. Thực ra có 3 mà anh. Ba nhưng mà ý là khó ấy, tức nó khó hơn so với những cái tuần thông thường. Chắc là sẽ cùng các bạn xem nốt một vài mã nữa thôi trước khi mà hai anh em đắp chăn lên giường ôm nhau đi ngủ đón phiên ngày mai lúc 9 giờ để xem những cái lập luận như nào. Thì chắc là cái dòng cuối mình xem qua là dòng dầu ấy nhỉ, vì vừa rồi mọi người nói rất nhiều về dầu đấy. Dầu đúng không? Dầu hay dầu PVD. Nếu mà không có mọi người dầu không nhắc đến dầu thì cũng hơi phí nhỉ. Dầu PVD thì vẫn tiếp tục ổn, không có gì cả. Ngay cả ngày thứ hai mà PVD mà nó lên luôn cũng rất bình thường. Cũng là bình thường. Bởi vì cảm giác nó đi gần xuống dưới cạnh dưới rồi. Và cuối tuần thì giá dầu lên. Nó là siêu tốt, tốt bình thường. PVS. PVS PVS thì thôi chiến thần luôn, nhìn giống đích nhỉ anh nhỉ, giống đích cái đợt vừa rồi nhưng mà chắc là không đi nuột bằng đích. PVS thực ra ok. Rất khỏe. PVC chứ PVC là mới là con hôm vừa rồi cuối cũng là con cao. Đấy. Nếu mà là bảo là thích trong PVC mới là thế thì đổi con gì sang PVC được không? đây xin lỗi nhá, phải đổi thêm một món quà cuộc sống khác là PVC rút đi một món quà cuộc sống ở dòng nhà hơn. Nhưng mà anh Tuấn Anh có công nhận đấy là bản thân cái dòng dầu đi ấy, nó cũng tương đối là dị không? Nghĩa là dị, lên thì rất gắt nhưng mà một khi mà nó đã không vui thì nó đạp thì cũng nó chả luôn, cũng căng thẳng đấy. Đúng không? Đúng. Trong dòng dầu này thì anh nghĩ là PVC đang là đẹp nhất nếu mà tính ra thời điểm hiện tại nhé. Đẹp nhất bởi vì nếu mà do là bạn ấy lên lết, bạn ấy lên chậm hơn, Vono vừa rồi đã lên rất là cao rồi thì có lẽ PVC đang là tính đến thứ 6 đang là đẹp nhất. Có một bạn thì là BSR anh ạ, cũng là P nhưng mà mình bắt đầu chữ B. Đúng rồi, bắt đầu chữ B. Cũng là P nhưng mà là chữ B. Bây giờ mọi thứ vẫn đang xảy ra rất là bình thường. Nếu mà không nói rằng là đầu phiên, anh còn nhớ là đầu phiên, không phải đầu phiên nhỉ, ở giữa phiên gọi nó siêu đẹp. Gọi là phồn lớn đúng không? Tí nữa nó mà đóng cửa cái phiên này phải nói là siêu đẹp luôn. Bởi vì nó cong, nó lên chậm một đoạn trước, nó tăng tốc dần. Nói chung là P đang là, chắc là P là tâm điểm đấy. Tâm điểm đúng không? Nghĩa là
trong tuần tới này thì các bạn có các bạn thể rất để chú ý đến P luôn. P, đặc biệt là đặc biệt P PVC. PVC. PVC, rất hợp lý. Chắc là... nếu mà dòng thì bây giờ P đang là quên mất đấy. Giờ dòng thì bây giờ P đang là số 1. Không phải bất động sản mà phải là P. P. P bây giờ đang là học sinh giỏi nhất lớp. Mọi người đã buồn ngủ chưa ạ? Hiện tại bây giờ vẫn còn 1.700 người đang xem. Thì chắc là phải xin phép mọi người vào tuần sau ạ. Vì thực ra là hai anh em hôm nay... Cảm ơn, quên mất, cảm ơn bạn Bích Trinh. Ui, chị Trinh đúng không? Chị, chị Trinh gửi hẳn 2 triệu cho anh em. Cảm ơn Trinh đã... Mời... tháng 21. Vãi! Ngày mai thị trường đảo chiều anh em nhá. Thật luôn, tháng 21 thật luôn. Tháng 21 luôn à? Thật đấy, đùa đấy. Chắc đùa, tháng 21 đều. Tháng 21, anh em tháng 21 này. Anh em tháng 21 rồi. Chắc cập nhật nhanh hơn. Ô, 21 rồi anh. Ô. Vãi! Các bạn ơi, ngày mai thị trường đảo chiều nhá. Không biết là vui hay thật, nhưng mà MU thắng Liverpool thì có lẽ là mai thị trường quá thay đổi. Nói chung là chúng ta thấy sự khả chuyển đúng không? Chúng ta thấy sự khả chuyển. Chúng ta thấy rằng là anh cho rằng là bạn ấy phải sắp xếp lại nhá. Dầu đang là học sinh giỏi nhất lớp, 8,5 điểm. Các bạn ơi, lưu ý một chút ạ, có một số bạn vào xem hơi muộn thì thực ra phần kịch bản về thị trường thì đã là đưa lên phần đầu rồi. Ngoài ra thì một số mã mà anh Tuấn Anh có đánh giá là có thể trở thành món quà cho các bạn trong tuần tới thì các bạn cũng theo dõi. Thực ra là cũng không có một mã nào thực sự là đạt đủ các tiêu chí hội tụ món quà cuộc sống. Tuy nhiên thì có một lưu ý là tuần sau sẽ là cái tuần tâm điểm là dầu khí. Dầu khí. Và PVC. Có thể là cái mã mà... có thể là có được cái sức tăng tốt, sức bật tốt ạ. Và nhân cái dịp mà MU thắng 2-1 này thì mình cũng chia sẻ một chút mọi người là trong tuần tới sẽ là bước vào cái giai đoạn tuần sinh nhật của FinPit, là cụ thể vào ngày 23 tháng 4. Thì cũng teaser với anh em là sẽ có một vài game để tặng quà cho mọi người. Quà ở đây nó không phải là cổ phiếu mà một vài những phần quà mà có giá trị cho những bạn mà muốn bám trụ với thị trường chứng khoán cũng như là trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong tương lai. Thì FinPit sẽ teaser là sẽ có một vài game để cho mọi người, thì hy vọng mọi người sẽ cùng đón nhận, ủng hộ và yêu thích FinPit. Mọi người có thể like, subscribe cho video này. Và một điều nữa thôi là với những bạn mà muốn có sự đồng hành của FinPit thì các bạn có thể nhanh tay đăng ký ngay gói Stock Pick giờ thì trở thành hội viên FinPit trong cái những cái phiên giao dịch gần nhất. Và có một chút teaser nhỉ, là chắc chắn là đến gần sinh nhật FinPit thì sẽ có một vài những cái gói giảm giá đặc biệt cho anh em, nên là mọi người hãy cùng lưu ý nhé. Thì FinPit và anh Tuấn Anh cũng sẽ sớm đưa ra những cái món quà đấy cho mọi người. Chính xác, sau này mình phải có cái kèo là một bên thì giảm giá tín hiệu, nhưng một bên thì nếu mà thắng thì phải chia tiền đấy. Chia nào, tiền đúng không? Không, em không biết, nhưng mà hôm nay MU tháng 21 là ngày mai thị trường có biến rồi. Anh có nhớ cái hôm mà MU mà cứ lần nào MU thắng ấy là y rằng thị trường là có một cái gì đấy nó rất bất ngờ. hy vọng là ngày mai thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực, chứ không phải là gọi là sắc đỏ tràn ngập thì